chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 861, đưa thư. 1. Công ty Danh Dương lại ở Đông Hải, điều này đã khiến cho nhiều gia tộc Đông Hải phải thèm thuồng, nghĩ bụng không biết khi nào có thể hợp tác, cùng hưởng chung lợi ích với công ty Danh Dương. Mà trước kia họ không kịp nắm bắt hai dòng mỹ phẩm chính của công ty, giờ nếu công ty Danh Dương muốn tung ra dòng mỹ phẩm chủ lực thứ ba, thì đó sẽ là một cơ hội lớn cho họ. Cho nên, vô số ánh mắt đều dán chặt lấy Chu Dương. Tô gia cũng vậy, vẫn như mọi ngày, không có gì khác. Còn về Hứa gia, rất ít gia tộc trong Đông Hải biết được sự tồn tại của Hứa gia, cho nên họ cũng không thể biết giờ đây Hứa gia có phản ứng như nào. Vì vậy, ba bên nằm trong tâm điểm dư luận đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Khiến cho mọi người ở Đông Hải lo lắng bất an vô cùng. Trong đó, Tôn gia và Đinh gia là người sốt ruột nhất. Ban đầu Tôn gia và Đinh gia chỉ định xem kịch hay, nhưng thời gian trôi đi, không những Chu Dương và Tô gia không hành động gì, mà ngay cả bên phía Hứa gia cũng chẳng có phản ứng, chuyện này khiến họ cảm thấy rất kỳ lạ. Thông thường, chuyện lớn đồn ầm khắp Đông Hải như vậy, không lý nào Hứa gia lại không biết. Nếu Hứa gia biết chắc chắn sẽ không làm thinh, họ sẽ ra tay hoặc chí ít là cũng sẽ ra mặt điều tra đôi chút chứ. Nhưng điều khiến Tôn gia và Đinh gia thất vọng đó là Hứa gia không những không có ai điều tra, thậm chí họ còn không có bất kỳ tin tức nào của người bên phía Hứa gia mà họ đã liên lạc. Giống như Hứa gia quyết tâm ở ẩn, không muốn xuất đầu lộ diện. Hôm nay, Chu Dương vẫn tới công ty đi làm bình thường. Trong mấy ngày nay, anh đã thông báo trong công ty rằng anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho dòng mỹ phẩm chính tiếp theo. Bỗng chốc, cả công ty Danh Dương trở nên bận rộn. Kể từ khi dòng mỹ phẩm chủ lực thứ hai là sữa rửa mặt Tân Chu tung ra thị trường, danh tiếng của công ty Danh Dương ngày một tăng, giờ đã nổi tiếng khắp cả nước. Đám công nhân viên trong công ty cũng rất hào hứng, ngay cả khi tan ca họ cũng đầy tự hào nói họ làm việc ở công ty Danh Dương. Bởi lúc họ nói vậy, họ sẽ thường thu hút được sự ngưỡng mộ và khen ngợi của người khác. Lần này, Chu Dương thông báo chuẩn bị cho ra mắt dòng mỹ phẩm chủ lực thứ ba, đột nhiên lại khiến mọi người trở nên phấn khích. Như thể, dòng mỹ phẩm lần này sẽ hot và nổi bật giống như hai dòng mỹ phẩm trước đó. Chu Tổng, bên ngoài có người tìm anh. Chu Dương đang ở trong phòng làm việc xem xét về tình hình gần đây của công ty, Diệp Sở Thiến bước vào, nhỏ nhẹ báo cáo. Mấy ngày gần đây, dường như Chu Dương đều tới công ty làm việc, cũng rất ít khi quay về Vịnh Lục Cảnh. Mà một khi anh đã vùi đầu vào công việc thì rất dễ quên những chuyện phức tạp khác, cho nên mấy ngày nay Diệp Sở Thiến luôn phải theo sát anh. Có người tìm tôi, chỉ dẫn cậu ta vào đây. Chu Dương thấy hơi lạ, không biết là ai tới tìm anh vào giờ này, chẳng lẽ là mấy công ty mỹ phẩm muốn chung tay vào dòng mỹ phẩm chính thứ ba này sao? Chu Dương đang nghĩ ngợi thì Diệp Sở Thiến đã đưa người đó vào. Đó là một người đàn ông còn rất trẻ, dáng vẻ và mặt mày trông cũng bình thường, nếu lạc trong đám đông thì rất khó tìm được. Chu Dương không quen đối phương, cũng không biết mục đích đối phương tới đây là gì, nhưng dạo gần đây có rất nhiều người tới tìm Chu Dương, chắc đều là chuyện liên quan tới sản phẩm mới của công ty nên Chu Dương cũng không bận tâm. Cậu tìm tôi có chuyện gì không? Chu Dương liền hỏi. Anh chỉ nghĩ người này tới tìm anh là để hỏi về mỹ phẩm, nên giọng điệu anh cũng chỉ hỏi cho có. Bởi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có hơn 50 người tới tìm anh, mục đích tới của họ đều giống nhau, dù có là sắt đá thì anh cũng đã nghe chán lắm rồi. Chu tiên sinh, ông chủ chúng tôi bảo tôi gửi cái này cho anh, xin anh hãy đọc kỹ. Nhưng Chu Dương không ngờ cậu thanh niên bình thường này lại đưa thư cho anh, khẽ nói. Chu Dương hơi ngạc nhiên. Ngẩng đầu liếc nhìn đối phương. Anh không ngờ lại có người viết thư cho anh, hơn nữa lại còn tỏ vẻ bí ẩn như vậy. Chẳng lẽ có người muốn đút lót tiền cho mình, giúp gia tộc hay công ty của họ giành được quyền hợp tác với công ty Danh Dương sao? Chu Dương bỗng chột dạ nhận lấy thư, nhưng không mở ra ngay, mà anh cười rồi hỏi cậu thanh niên đó về những thứ khác. Mà dường như cậu thanh niên đó không biết gì, chỉ biết mình tới để đưa thư, đưa đến nơi thì phải về. Chu Dương hết cách, đành để cậu ta về. Diệp Sở Thiến nhìn, khẽ cười một tiếng. Chu Tổng, trong khoảng thời gian này, nhất là từ lúc anh thông báo sẽ cho ra mắt dòng mỹ phẩm thứ ba, ngày nào cũng có vô vàn người muốn đi cửa sau tới công ty tìm anh.
Đúng vậy, 3-4 ngày nay đã có hơn 50 người rồi. Chu Dương bất lực, thờ ơ mở bì thư, anh rút thư ra và đọc. Không chỉ có mỗi anh đâu, bên Thẩm tổng, thậm chí là lãnh đạo các bộ phận của công ty, ngày nào cũng có không ít người tới thăm hỏi, muốn có quan hệ hợp tác với chúng ta. Diệp Sở Thiến cười nói, đương nhiên cô rất vui vì điều này. Nó đồng nghĩa với việc sắp tới đây công ty Danh Dương sẽ lại bước sang một giai đoạn phát triển vượt bậc. Đây là một chuyện rất quan trọng đối với công ty Danh Dương và từng người trong công ty. Và đó cũng sẽ là một điều mục xuất sắc trong hồ sơ xin việc sau này của họ. Nhưng khi Diệp Sở Thiến nói xong thì thấy Chu Dương không có phản ứng gì, cô vội liếc nhìn Chu Dương, lòng đầy nghi hoặc. Lúc này cô chỉ thấy Chu Dương một tay cầm lá thư xem xét kỹ càng, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn, phát ra những tiếng cộc cộc rất nhỏ. Sắc mặt Chu Dương thay đổi liên tục, lúc u ám, lúc nghiêm trọng, có lúc lại vô cùng tự tin. Diệp Sở Thiến không biết thư đó viết gì, nhưng cô biết, nội dung mà có thể khiến Chu Dương cẩn thận như vậy chắc hẳn là rất quan trọng. Ít ra, chưa có sự đồng ý của anh, cô không thể qua đó hỏi. Cô cũng không bép xép gì nữa, cẩn thận rời đi, đóng nhẹ cửa phòng làm việc lại. Khi Diệp Sở Thiến đã rời đi, Chu Dương vẫn giữ dáng vẻ giống trước. Anh giữ nguyên trong gần 10 phút. Sau đó anh mới từ từ bình tĩnh lại, thở dài một hơi, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kiên nghị. Trước đó anh vẫn tưởng người nào đó gửi thư tới là muốn hối lộ anh, để rồi có thể dễ dàng hợp tác với công ty Danh Dương. Nhưng anh không ngờ bức thư này lại do Nhậm Phong gửi tới. Trong thư, tuy chuyện Nhậm Phong nói rất đơn giản, nhưng nó lại vô cùng quan trọng với Chu Dương. Chương 862, đưa thư 2. Người của Hứa gia tới rồi. Chỉ vẻn vẹn vài chữ đã đủ khiến Chu Dương ngây người gần 10 phút. Trong thư Nhậm Phong có nói Hứa gia cử bao nhiêu người tới, có thực lực như nào và mục đích mà họ tới đây làm gì, đồng thời ông ta cũng bảo Chu Dương cẩn thận. Qua chuyện lần trước, Chu Dương tin chắc rằng Nhậm Phong không cùng phe với người của Hứa gia, cho nên lần này anh rất tin tưởng vào những gì mà Nhậm Phong viết trong thư. Trong lòng Chu Dương cũng ước chừng được lượng người mà Hứa gia cử tới lần này. Lần này Hứa gia có tổng cộng có 18 người. Trong đó 4 vệ sĩ đứng đầu đều thuộc cảnh giới tông sư võ giả, 14 người còn lại cũng là những người có thực lực mạnh, người nào kém nhất cũng phải cận kề bán bộ tông sư võ giả. Đặc biệt, Nhậm Phong còn nói rằng tuy lần trước Hứa Du tới và bị anh đánh bại, nhưng lần này, em trai của Hứa Du là Hứa Địch cũng tới để điều tra tung tích của Hứa Du. Nhậm Phong ghi lại những lời mà ông ta nói với người của Hứa gia để Chu Dương có sự chuẩn bị, bằng không đến lúc hai bên đối đầu, một khi lộ tẩy sẽ chẳng có lợi cho ai. Chu Dương đang nghiêm túc bỗng thả lỏng. Trước đó, không chỉ các thế lực và gia tộc lớn nhỏ trong Đông Hải đều thắc mắc tại sao Hứa gia không có động tĩnh và phản ứng gì, mà thực tế ngay cả Chu Dương và người của Tô gia cũng thắc mắc. Về lý mà nói, Chu Dương và Tô gia hợp sức, phao tin muốn tiêu diệt Hứa gia. Chuyện này đã đồn ầm khắp Đông Hải, dường như ai ai cũng biết. Hứa gia là gia tộc ẩn giật không lý nào lại không biết, và lại họ cũng là một bên liên quan, thân phận của họ sẽ nhạy cảm hơn. Nhưng đến giờ, bên Hứa gia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, như thể họ không biết gì về chuyện này. Điều này không hợp với địa vị của một gia tộc ẩn giật như Hứa gia lắm. Trước kia Chu Dương còn có suy đoán khác, nhưng giờ xem ra, có lẽ Hứa gia đã biết chuyện từ lâu. Hơn nữa cũng đã cử người tới bắt tay vào điều tra rồi. Dù gì Hứa gia cũng là gia tộc ẩn giật, không phải kiểu lộng hành ngang ngược, với mấy tin đồn như này họ sẽ đợi điều tra xác minh xong rồi mới giải quyết bằng thủ đoạn mưu mô. Chu Dương cũng không ngờ rằng Hứa gia lại tìm tới Nhậm Phong lần nữa. Suy nghĩ một hồi, sau khi Chu Dương hiểu hết đầu đuôi sự việc xong, ánh mắt chợt lóe lên sự lạnh lùng. Người mà Hứa gia cử tới lần này cũng không hẳn là mạnh. Tứ đại vệ sĩ đạt cảnh giới tông sư võ giả và 14 người có thực lực gần bằng bán bộ tông sư võ giả. Một lực lượng như vậy có thể đã là một sức mạnh không thể lay chuyển được ở trong mấy gia tộc lớn như Tô gia, Tôn gia, Đinh gia. Nhưng theo Chu Dương thấy lực lượng này vẫn yếu lắm. Nếu Hứa gia mất đi họ thì cũng là một cú đả Kaiota-CS lớn dành cho Hứa gia. Bỗng chốc, một suy nghĩ hiện lên trong đầu Chu Dương. Nếu Hứa gia dám xuất hiện, vậy đừng mong quay về. Anh thầm hạ quyết tâm, xé vụn lá thư thành nhiều mảnh,
rời khỏi công ty Danh Dương, sau đó đi tới khách sạn Huy Hoàng. Người của Hứa gia đã tới, giờ đang ở chỗ Nhậm Phong, phong tỏa toàn bộ tin tức. Nếu như Nhậm Phong không cho người tới báo tin, chắc giờ Chu Dương vẫn không hay biết. Còn về phía Hổ gia, Chu Dương tin với sức mạnh của nhánh chính Hứa gia hiện giờ sẽ rất dễ để che giấu hành tung, cho nên khả năng bên Hổ gia cũng không biết chuyện này. Tới khách sạn Huy Hoàng, Chu Dương đi thẳng lên tầng tìm Hổ gia, nói chuyện này cho ông. Hổ gia nghe xong cũng sửng sốt, sắc mặt thay đổi. Tôi đi liên lạc với các trưởng lão. Hổ gia hít sâu một hơi, ông biết Chu Dương không phải người liều lĩnh. Nếu Chu Dương đã nói thế, thì chắc chắn chuyện này là thật, nên ông quyết định đi tìm Hứa Nguy ngay. Chẳng mấy chốc, Hứa Nguy và Hứa Nhiên đã cùng tới, vẻ mặt hai người cũng vô cùng nghiêm trọng. Dù gì lần này đối phó với nhánh chính Hứa gia, nhánh phụ như họ cũng coi như thoát khỏi cảnh đen tối. Hơn nữa đó lại là cơ hội duy nhất, nếu thất bại chắc chắn họ sẽ bị người của nhánh chính phát hiện, lúc đó có muốn rút lui cũng không thể. Vậy nên khi Hổ gia vừa tới báo tin mà ông có được từ Chu Dương, Hứa Nguy và Hứa Nhiên vô cùng coi trọng, trực tiếp tới gặp Chu Dương để nghe thông tin chi tiết hơn. Chu Dương, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nói kỹ hơn xem nào. Hứa Nguy và Hứa Nhiên vừa bước vào, còn chưa ngồi xuống đã nắm lấy cánh tay của Chu Dương, vội vàng nói. Giờ muốn tiêu diệt được thế lực của nhánh chính Hứa gia, họ tuyệt đối không thể có sai sót gì, bởi vì bất kỳ lỗi lầm nào cũng khiến cho biết bao công sức của họ đổ sông đổ biển, thậm chí là mất trắng. Chu Dương bất lực, đành nói lại hết nội dung trong thư mà Nhậm Phong gửi tới. Tuy Chu Dương cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hứa Nguy, nhưng anh không phản đối. Dù sao, giờ đây ngay cả anh cũng phải cẩn thận. Bởi vì Hứa gia là một gia tộc lớn mạnh, dù Chu Dương, Hổ gia và cả Tô gia có liên thủ, cộng thêm sự ủng hộ từ hai lão gia ở tòa nhà tài chính Thiên Địa và bến cảng Thuấn Thiên, nhưng nếu họ mắc sai lầm, họ sẽ bị Hứa gia phản công, từ đó mất đi quyền chủ động, rồi dần dần thất bại thảm hại. Chu Dương nói xong, tất cả mọi người bỗng im lặng. Quá bất ngờ. Không chỉ trước đó có Chu Dương kinh ngạc, mà giờ đây đám người Hứa Nguy cũng cảm thấy đầy ngạc nhiên. Trước giờ họ không có tin tức gì của nhánh chính Hứa gia, giống như những người khác, họ cũng nghĩ khả năng Hứa gia không biết chuyện này. Nhưng họ không ngờ, Hứa gia không những biết, mà còn cho người tới Đông Hải điều tra chuyện này. Nếu không có nguồn tin tức của Chu Dương, chắc tất cả họ sẽ rơi vào thế bị động, họ không thể biết suy nghĩ và kế hoạch của bên Hứa gia, đến khi đó tất cả mọi hành động sẽ bị Hứa gia kiềm chế. Trước đó chúng tôi không biết gì về chuyện này. Có thể thấy lần này bên Hứa gia cũng rất nghiêm túc, không ngờ họ lại cử bốn tông sư võ giả tới. Nghe cậu nói như vậy, tên vệ sĩ đứng đầu kia rất có thể là vệ sĩ hạng năm của Hứa gia Hứa Phụng Thiên, đã đạt tới cảnh giới tông sư võ giả từ lâu, thực lực vượt xa so với tông sư võ giả bình thường. Hứa Nguy nghiêm túc nói, nhất là khi ông ta nhắc tới cái tên Hứa Phụng Thiên, Chu Dương có thể thấy rõ vẻ hoài niệm chê y mặt ông ta, rồi sau đó là phẫn nộ và tiêu tụy. Nếu là Hứa Phụng Thiên, vậy ba tông sư võ giả còn lại chắc cũng là họ rồi. Hứa Phụng Hóa, Hứa Phụng Quân và Hứa Phụng Lai, bốn người họ đều là anh em họ, hơn nữa địa vị trong nhánh chính Hứa gia cũng rất cao. Nếu do mấy người này dẫn đầu, e là lần này chúng ta khó xử lý rồi đây. Sắc mặt Hứa Nguy nghiêm nghị, trông vô cùng nghiêm túc. Điều này khiến cho Chu Dương hơi tò mò. Không biết mấy anh em Hứa Phụng Thiên có thân phận và địa vị như nào trong Hứa gia, nhưng như những gì Hứa Nguy nói, chắc hẳn họ phải là những người vô cùng quan trọng trong Hứa gia. Quan trọng là thực lực của mấy anh em họ này đều là tông sư võ giả, chắc tiếng nói của họ ở trong nhánh chính Hứa gia cũng rất có trọng lượng. Mà lần này Hứa gia lại để họ xuất hiện, điều này có nghĩa, nhóm Chu Dương phải suy nghĩ thận trọng. Chương 863, lên lại kế hoạch. Vốn dĩ khi nghe được tin Hứa gia chỉ cử bốn tông sư võ giả tới, Chu Dương còn nghĩ bụng muốn diệt sạch bốn tông sư võ giả này. Bởi hiện giờ trong tay anh cũng có hơn 10 tông sư võ giả, muốn xử lý bốn tông sư võ giả của đối phương là việc dễ như trở bàn tay. Chẳng mất mát gì, cũng không lãng phí quá nhiều sức lực. Còn mất đi bốn tông sư võ giả chắc chắn sẽ là một cú đả Kaiotasis nặng nề đối với gia tộc ẩn giật như Hứa gia. Đây là một cơ hội tốt để chiếm lấy ưu thế trước.
Nhưng sau khi biết thân phận của bốn tông tư võ giả này, Chu Dương lại im lặng. Bởi vì thân phận của bốn tông sư võ giả này quá đặc biệt, nếu chẳng may xử lý hết bốn người họ, khả năng cả Hứa gia sẽ nổi trận lôi đình. Đến khi đó, con số mà Hứa gia điều động tới sẽ không phải là bốn hay năm tông sư võ giả nữa, mà là toàn bộ tông sư võ giả. Trận quyết chiến sẽ mở ra. Nhưng đây không phải điều mà Chu Dương muốn, bởi vì cái mà anh muốn là làm tiêu hao năng lực của Hứa gia, áp chế Hứa gia từ mọi góc độ, chứ không phải mở ra một trận quyết chiến như hiện giờ. Giờ vẫn chưa phải lúc để quyết chiến, anh cũng không thể xử hết bốn tông sư võ giả này luôn được. Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng nói ra ý nghĩ của mình. Hổ gia và Hứa Nguy nghe xong cũng gật đầu liên tục, cho rằng Chu Dương nói đúng, cân nhắc rất chu toàn. Nếu như vậy chúng ta sẽ rơi vào tình huống khó xử. Hổ gia nói ra nỗi lo trong lòng, chúng ta không thể động vào bốn tông sư võ giả này, nhưng họ lại chẳng e ngại điều gì mà điều tra chúng ta, đến khi đó, họ sẽ gây rắc rối lớn cho chúng ta. Hổ gia nói cũng phải, bốn tông sư võ giả tương đương với toàn bộ sức mạnh của một gia tộc hạng nhất. Nếu cứ để mặc họ ở Đông Hải thích làm gì làm, chẳng biết họ sẽ quậy phá hay điều tra ra được tin tức quan trọng gì đây. Nếu như vậy, phía Chu Dương và Hổ gia sẽ rơi vào thế bị động. Đương nhiên chúng ta không thể để họ tùy ý điều tra được, dù không thể động tay với họ, chúng ta cũng phải tạo ra chút bất ngờ chứ. Hoặc là tạo ra dấu hiệu giả, để họ hiểu sai về thực lực thật của chúng ta, như vậy vừa có thể gián đoạn cuộc điều tra của họ, vừa xử lý được một phần thực lực của họ. Chu Dương bình tĩnh nói, trông như đã có tính toán. Chẳng lẽ cậu có cách gì hay sao? Hai mắt Hứa Nguy sáng lên, người hơi nghiêng về trước, hiện ra vẻ chờ mong. Tuy không phải cách tốt lắm, nhưng với tình hình hiện nay, tôi nghĩ lựa chọn này sẽ có lợi cho chúng ta nhất. Chu Dương khiêm tốn gật đầu, rồi sau đó anh nói ra dự định của mình. Nghe xong, cả Hổ gia và Hứa Nguy đều nở nụ cười hiểu ý. Nhất là Hứa Nguy, ánh mắt ông ta nhìn Chu Dương cũng trở nên khác lạ. Lần đầu tiên ông ta cảm thấy mình cần phải nhìn nhận lại về Chu Dương. Sau khi bàn bạc xong với Hổ gia và Hứa Nguy, Chu Dương rời khỏi khách sạn Huy Hoàng. Nơi tiếp theo anh cần đến chính là Tô gia, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà anh vừa bàn. Ngay trong lúc đó, bên trong tòa nhà Hằng Phong, Hứa Phụng Thiên và ba đại vệ sĩ cùng Hứa Địch đang ngồi trong phòng khách. Đây là một căn phòng lớn vô cùng sang trọng do Nhậm Phong sắp xếp cho họ, chỉ riêng phòng khách đã rộng mấy chục mét vuông, ngang ngửa một căn nhà bình thường. Thế mà người của Hứa gia chẳng phải bỏ đồng nào, ngang nhiên ngồi ở đây chẳng hề cảm thấy áy náy. Bởi đối với họ, Nhậm Phong chỉ là một con chó mặc cho họ sai khiến, họ chẳng phải chi trả gì cho con chó đó, nhưng nó phải dâng cho họ thứ tốt nhất. Mọi người nghĩ lời của tên Nhậm Phong đó có bao phần đáng tin, Hứa Phụng Thiên lên tiếng trước. Mọi người đầy ngạc nhiên, không ngờ đây lại là câu đầu tiên Hứa Phụng Thiên nói. Xem ra, ông ta không định tin Nhậm Phong. Nếu đã như thế, tại sao ông ta lại vờ như không biết gì ở trước mặt Nhậm Phong? Vệ sĩ hạng nhất, câu này của ông là sao? Ông cũng nghi ngờ tên Nhậm Phong đó sao? Hứa Địch hỏi. Dù sao lúc ở trước mặt Nhậm Phong cũng có mỗi hắn làm ầm lên, như thể nếu Nhậm Phong không thành thật khai báo, hắn sẽ giết chết ông ta ngay tại chỗ. Lúc đó là vệ sĩ hạng nhất Hứa Phụng Thiên cản hắn lại. Nếu Hứa Phụng Thiên cũng nghi ngờ Nhậm Phong, tại sao còn ngăn cản Hứa Địch? Ánh mắt của các vệ sĩ khác cũng đầy nghi ngờ, hầu hết họ đều nghĩ giống Hứa Địch. Đương nhiên tôi không tin ông ta, hơn nữa tôi còn chắc chắn rằng việc Hứa Du mất tích có liên quan tới ông ta. Nhưng chính vì thế nên tôi mới giả vờ tin ông ta. Hứa Phụng Thiên cười nham hiểm, trông như đã có kế hoạch. Chuyện này là sao hả vệ sĩ hạng nhất? Rốt cuộc ông nghĩ như nào? Một vệ sĩ khác hỏi. Hứa Phụng Thiên gật đầu, nói ra suy nghĩ của ông ta. Ông ta nghĩ nếu Nhậm Phong đã phản bội Hứa gia, thậm chí việc mất tích của Hứa Du cũng có liên quan tới Nhậm Phong, vậy thì họ có hỏi cũng chẳng hỏi được gì. Bởi vì Nhậm Phong biết rõ, nếu ông ta đã phản bội Hứa gia, vậy thì kết cục chỉ có một, đó là chết. Một khi nói ra thì chỉ có chết, Nhậm Phong sẽ lựa chọn như nào? Đương nhiên là có chết cũng không nói rồi. Ngay cả mạng sống ông ta cũng không cần thì có gì phải sợ nữa.
dù họ có đánh chết ông ta để ép hỏi, cũng chẳng có manh mối gì. Cho nên vệ sĩ hạng nhất mới giả bộ tin lời Nhậm Phong nói, rồi tương kế tự kế. Để Nhậm Phong lơ là cảnh giác, chỉ cần ông ta sống, ông ta nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Thì ra là vậy. Hứa Địch và ba vệ sĩ còn lại nghe xong bỗng ngộ ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vệ sĩ hạng nhất đúng là biết nhìn xa trông rộng, vệ sĩ hạng ba chắp tay cười nói, vậy giờ chúng ta có nên cử người tới theo dõi lão già Nhậm Phong kia không? Cả đám người gật đầu lia lịa, theo như phân tích của Hứa Phụng Thiên, việc trước mắt họ cần làm đó là để mắt tới Nhậm Phong. Nhưng ngay chính lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Một cậu thanh niên bước vào, đi tới thì thầm vào tai Hứa Phụng Thiên mấy câu. Hứa Phụng Thiên tìm cớ bảo cậu ta đi, sau đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không cần cho người tới theo dõi nữa, tôi đã sắp xếp xong cả rồi. Cậu thanh niên vừa rồi là người mà tôi cử tới giám sát Nhậm Phong, ông đoán xem cậu ta vừa nói gì nào. Cậu ta nói gì vậy, mọi người đều tò mò. Lão già Nhậm Phong đó sai người gửi thư cho Chu Dương rồi. Chương 864, bại lộ. Nghe thấy vậy, mọi người đều cây ết yêu ta sợ. Vốn dĩ họ chỉ mới nghi ngờ Nhậm Phong phản bội họ. Nhưng sau khi nghe tin này, cây ết yêu ta sợ lẫn tức giận bỗng chốc xông lên đến não. Cái tên Nhậm Phong này thế mà lại phản bội bọn họ thật. Sao ông ta dám, phải biết rằng, gia tộc ông ta phản bội là Hứa gia. Gia tộc ẩn giật Hứa gia. Ai có đủ tư cách khiến ông ta phản bội thế lực lớn mạnh và tìm chỗ dựa khác? Bây giờ họ đã biết là Chu Dương. Chu Dương đã nói muốn hợp sức với Tô gia để tiêu diệt Hứa gia. Thật buồn cười, Nhậm Phong phản bội Hứa gia đến nương nhờ Chu Dương. Lẽ nào ông ta thực sự nghĩ Chu Dương có thể tiêu diệt được Hứa gia sao? Vẻ chế giễu hiện lên rõ trong đôi mắt của Hứa Phụng Thiên và ba vị trưởng lão. Xem ra tên Nhậm Phong đó đúng là không biết tốt xấu, Hứa gia chúng ta nuôi dưỡng ông ta nhiều năm như vậy mà ông ta lại về phe Chu Dương. Lẽ nào ông ta nghĩ thằng nhóc đó là đối thủ của Hứa gia chúng ta sao? Hứa Phụng Thiên hừ một tiếng, rồi nói ra những gì mình nghĩ. Vệ sĩ hạng nhất đừng tức giận, tôi đã dẫn theo người đến bắt Nhậm Phong rồi, Hứa Địch đứng dậy, hắn đã sớm thấy Nhậm Phong không vừa mắt, chỉ là một tên Nhậm Phong thôi mà. Hứa ra chúng ta có thể nuôi ông ta thì cũng có thể dễ dàng khiến ông ta biến mất. Tôi phải để hắn biết, phản bội Hứa ra sẽ chịu hậu quả thế nào. Hứa Địch dứt lời liền đi ra khỏi cửa, dù sao theo ý hắn, giết Nhậm Phong đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói là làm, không hề lo lắng gì. Hứa Địch, không được manh động. Hứa Phụng Thiên lên tiếng ngăn cản Hứa Địch. Lần này, Hứa Địch càng thắc mắc. Lúc trước Hứa Phụng Thiên ngăn cản thì hắn còn hiểu được vì có vài nguyên nhân, dù sao Hứa Phụng Thiên đã có tính toán. Nhưng hiện giờ Nhậm Phong đã bại lộ rồi, giữ ông ta lại có tác dụng gì chứ? Mọi việc đã rõ như ban ngày, chuyện Hứa gia bọn họ nên làm không phải là trừ khử mọi vật cản sao? Trước tiên cứ giải quyết Nhậm Phong, sau đó bắt tên Chu Dương và Tô gia, như vậy không phải mọi chuyện đã được giải quyết rồi à? Trong mắt Hứa Địch, đây là chuyện bây giờ bọn họ nên làm. Với địa vị của gia tộc ẩn giật Hứa gia, bọn họ cũng nên làm như vậy. Các trưởng lão khác nhất định nên làm vậy, dù sao đối với họ, bất kể là Chu Dương hay Nhậm Phong đều như mấy con kiến nhỏ bé. Nếu đã điều tra rõ ràng mọi chuyện thì cứ giết chết chẳng phải được rồi sao? Nhưng Hứa Phụng Thiên lại lắc đầu, đừng vội, tên Chu Dương kia dám nói muốn diệt trừ Hứa gia chúng ta, đoán chừng đã có sẵn chỗ dựa. Nhậm Phong cũng chẳng phải kẻ đần độn, ông ta hiểu khá rõ Hứa gia chúng ta. Tình hình này mà còn dám về phe Chu Dương, cho nên mục tiêu bây giờ của chúng ta là nên điều tra rõ lai lịch thực sự của tên Chu Dương kia. Hứa Phụng Thiên là người rất thận trọng. Dù ông ta cũng cho rằng Chu Dương nói khoác, thế nhưng ông ta vẫn muốn điều tra rõ ràng rồi mới ra tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ cần điều tra mọi bí mật của Chu Dương thì Hứa gia mới có thể giành thắng lợi với tổn thất thấp nhất. Thế nên họ quyết định tạm thời giả vờ không biết gì, trước tiên bắt đầu điều tra từ chỗ Chu Dương. Lúc này Chu Dương đã đến Tô gia. Lão đại, anh đến rồi. Tô Vĩ chào anh trước, sau đó liên tục nhìn phía sau anh, sư phụ đâu ạ? Sư phụ không đến với anh sao?
Chu Dương khẽ cười xoa đầu cậu ta, bố cậu có ở nhà không? Tôi có chuyện muốn nói với ông ta. Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Vĩ khẽ biến sắc gật đầu. Cậu ta ý thức được mình quá trẻ con, ở trước mặt Chu Dương và Ngưu Xuyên, cậu ta cứ như một đứa trẻ chưa hiểu hết sự đời. Mỗi khi Chu Dương và Ngưu Xuyên đến đây đều tìm bố cậu ta hoặc các trưởng lão, vệ sĩ để nói chuyện, cậu ta lại hoàn toàn không hiểu những thứ họ nói với nhau. Cậu ta chỉ muốn học chút võ thuật từ Ngưu Xuyên, ngược lại nó giống như trò đùa của con nít. Lão đại, em dẫn anh đi, Tô Vĩ trả lời, xoay người bước đi. Cậu ta thầm nói với bản thân nên trưởng thành hơn. Ngoài việc học võ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến tình hình trong gia tộc. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng bước vào thế giới của Chu Dương, từ đó tiếp xúc với Ngưu Xuyên nhiều hơn, càng có cơ hội nâng cao trình độ võ thuật. Tô Vĩ đi trước dẫn đường cho Chu Dương đã là khách quen của Tô gia, anh rất thuận lợi đến phòng nghị sự, gặp được Tô Thế Minh. Chu Dương, lần này đến đây có chuyện gì thế? Tô Thế Minh đã xác định hợp tác với Chu Dương nên thái độ cũng khá hòa nhã. Chu Dương gật đầu, tùy ý ngồi xuống nói thẳng vào vấn đề. Người của Hứa gia đã xuất hiện rồi. Chỉ một câu này đã khiến Tô Thế Minh vừa ngồi xuống suýt nữa ngã khỏi ghế. Người của Hứa gia cuối cùng cũng xuất hiện. Tốt xấu gì cũng là chủ của một gia tộc, Tô Thế Minh nhanh chóng ổn định lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc nói, họ có bao nhiêu người. Đây là điều Tô Thế Minh quan tâm nhất, Hứa gia là gia tộc ẩn giật, thế lực hùng mạnh, các tông sư võ giả trong gia tộc cũng hơn 20 người. Gia tộc như vậy, nếu họ phái mười mấy tông sư võ giả ra cùng một lúc thì rõ ràng là chuyện khó giải quyết. Tô gia chủ không cần lo lắng. Lần này chỉ có 4 tông sư võ giả đến thôi. Chu Dương thoải mái nói. Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Thế Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có 4 người đến vậy thì chuyện dễ dàng hơn. Tô gia có 4 tông sư võ giả mà bên Chu Dương chỉ có 6 người được lộ diện. Hiện giờ xem ra tông sư võ giả Hứa gia phái đến lần này khó có thể đe dọa đến họ. Bọn họ không cần phải lo lắng. Chu tiên sinh đã dự định gì chưa? Chúng ta có nên ra tay trước không? Tóm gọn 4 tông sư võ giả này chứ? Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tô Thế Minh, hơn nữa lúc nói những lời này, ông ta cảm thấy vô cùng kích động. Tóm gọn 4 tông sư võ giả, đây sẽ là một cú đả kích trầm trọng với Hứa gia. Trong cuộc đối đầu này, bọn họ đang chiếm ưu thế. Nhưng Chu Dương lại lắc đầu, hơn nữa anh còn nói lý do không thể động vào 4 người này của Hứa gia. Nghe Chu Dương giải thích xong, Tô Thế Minh cũng rơi vào trầm tư. Không thể động vào 4 tông sư võ giả này, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm ở Đông Hải à? Đương nhiên không phải, người của Hứa gia đã xuất hiện, vậy tôi sẽ không để bọn họ quay lại một cách dễ dàng. Chu Dương khẽ cười, khuôn mặt lộ vẻ tự tin tuyệt đối. Sau đó anh nói kế hoạch mà anh đã bàn với Hổ gia. Sau khi nghe vậy, Tô Thế Minh cũng liên tục gật đầu, quả thật kế hoạch của Chu Dương rất đúng đắn trong tình huống không thể giết được 4 tông sư võ giả này. Ông ta gật đầu đồng ý ngay lập tức. Tiếp theo, chỉ cần đợi 4 người Hứa gia mắc câu. Chương 865, rác rưởi. Sau khi bàn bạc xong, Chu Dương rời khỏi Tô gia vì anh còn phải thu xếp cho xong những chuyện tiếp theo. Tô Vĩ tiến anh ra ngoài, lúc tạm biệt. Tô Vĩ nghiêm túc nhìn Chu Dương. Lão đại, em có thể ở cạnh anh một thời gian không? Hả, cậu có ý gì? Chu Dương thích thú nhìn Tô Vĩ. Cậu ta đang yên ổn ở Tô gia bỗng dưng muốn ở cạnh mình làm gì? Vì trước đây theo anh đến tỉnh Tương Tây, em thấy mình học được rất nhiều thứ, nhưng bây giờ trở về Tô gia, em lại thấy mình dường như bị cách ly khiến em rất khó chịu. Tô Vĩ dứt khoát nói. Tuy cậu ta là gia chủ tương lai của Tô gia, nhưng hiện giờ Tô gia có Tô Thế Minh và mấy người bề trên y làm chủ, rất nhiều chuyện họ sẽ không nói cho cậu ta biết. Người khác cố ý giấu không cho cậu ta biết, dù cậu ta sẵn lòng tham gia vào những việc đó thì cũng không thể làm được gì. Như vậy còn không bằng đi theo bên cạnh Chu Dương. Cũng được, Chu Dương ngẫm nghĩ một lát rồi đồng ý. Nói với người nhà của cậu một tiếng đi, chỉ cần họ đồng ý thì cậu có thể đi theo tôi. Tô Vĩ vui vẻ gọi điện thoại cho Tô Thế Minh. Dĩ nhiên Tô Thế Minh không từ chối, vì đây cũng là chuyện tốt với ông ta,
quang minh chính đại để gài một người bên cạnh giám sát Chu Dương. Chỉ cần Chu Dương có bất kỳ hành động gì, Tô Vĩ đều có thể nói cho Tô Thế Minh ngay. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Được Tô gia đồng ý, Tô Vĩ rất vui vẻ hỏi Chu Dương. Về nhà, thu xếp mọi chuyện, Chu Dương cười thần bí. Tô Vĩ cũng không hỏi cụ thể, dù sao chỉ cần đi theo Chu Dương thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ biết hành động cụ thể của Chu Dương. Nhưng bọn họ vẫn chưa về đến nơi thì bỗng bị một chiếc xe chặn lại. Chu Dương lái chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân, còn chặn trước xe của họ là một chiếc Ferrari. Một thanh niên tóc đỏ ôm một người phụ nữ trong lòng bước xuống từ chiếc Ferrari. Này này, mau xuống xe cho ông, mày lái xe kiểu gì thế hả? Hồng Mao ngạo nghễ đập mạnh vào chiếc Maserati của Chu Dương. Cái gì mà tôi lái xe kiểu gì hả? Chu Dương hơi bất lực, vẻ mặt vô cảm mở cửa ra bước xuống xe. Này thằng danh, tao khuyên mày nên nói chuyện có phép tắc một chút. Ông đây nói mày không biết lái xe, mày không biết lái xe đấy hiểu không? Hồng Mao giơ tay ra muốn vỗ vào mặt Chu Dương. Hắn thực sự ngứa mắt khi nhìn thấy Chu Dương. Là con cháu nòng cốt của Tôn gia, ở thành phố Đông Hải này hắn luôn thích gì làm nấy. Hôm nay lái chiếc Ferrari chở người phụ nữ của hắn đi dạo phố thì bỗng có một chiếc Maserati xuất hiện, lại dễ dàng vượt qua xe của hắn. Chuyện này khiến Hồng Mao không chịu được, hắn vội tăng tốc chạy lên trước chiếc Maserati, sau đó bỗng giảm tốc độ cố ý chặn trước xe của Chu Dương. Nhưng rõ ràng Chu Dương không có ý muốn hơn thua với hắn, mỗi lần anh đều vượt qua xe của hắn bằng kỹ thuật lái, sau đó thì lái với tốc độ bình thường. Nhưng hành vi này lại hoàn toàn chọc tức Hồng Mao, hắn cho rằng Chu Dương đang thách thức hắn, thậm chí còn đang chế giễu hắn. Thế nên hắn tức giận chặn xe Chu Dương lại, hơn nữa còn giơ tay muốn đánh vào mặt Chu Dương. Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào Chu Dương thì đã bị một lực mạnh mẽ chặn lại. Người bắt lấy tay hắn không phải là Chu Dương không hề động đậy, vẫn vẻ mặt vô cảm, ánh mắt khinh thường nhìn hắn chăm chú. Người bắt lấy tay Hồng Mao là Tô Vĩ, cậu ta vô cùng tức giận. Mày là ai mà dám ra tay với lão đại? Tô Vĩ tức giận hét lên. Dám ngăn tao à? Hồng Mao cũng muốn chút giận, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Tô Vĩ, hắn lập tức sững sờ. Tô Vĩ. Hiển nhiên Hồng Mao nhận ra Tô Vĩ. Hồng Mao, Tô Vĩ cũng hơi sửng sốt, nhận ra tên tóc đỏ trước mặt. Thấy cảnh tượng này, Chu Dương đang định nể mặt Tô Vĩ mà bỏ qua cho tên Hồng Mao này. Nhưng Hồng Mao cười mỉa, vẻ khinh thường trong ánh mắt càng đậm hơn. Ha, thì ra là đồ rác rưởi mày à, sao vậy? Người Tô gia các người còn dám động tay động chân với người Tôn gia bọn tao à? Nghe thấy vậy, mặt Tô Vĩ bỗng chốc đỏ bừng. Cả thành phố Đông Hải ai mà không biết trong các gia tộc hạng nhất, Tô gia chỉ có thể đứng thứ hai. Gia tộc đứng đầu, có ảnh hưởng nhất với thành phố Đông Hải chính là Tôn gia. Lúc học đại học, Tô Vĩ là thiếu gia Tô gia, thân phận rất cao quý. Nhưng cậu ta vẫn bị Tôn gia chèn ép ở khắp nơi. Giống như thế, Hồng Mao trước mặt này chính là bạn cùng lớp của Tô Vĩ thời cấp 3. Lúc đó Hồng Mao suốt ngày bắt nạt Tô Vĩ, thậm chí đã nhiều năm thế rồi mà mỗi khi nhìn thấy hắn, Tô Vĩ vẫn còn bị ám ảnh tâm lý. Chuyện này cũng giống vậy. Một chú voi con bị trói lại bằng xích sắt, chú voi ấy không đủ sức, hoàn toàn không thể thoát khỏi dây xích đó. Nhưng khi nó lớn lên có thể dễ dàng thoát khỏi đó, nó vẫn sẽ không thoát ra được vì dây xích đó chính là ám ảnh tâm lý của chú voi, nó cho rằng mình mãi mãi không thể thoát ra khỏi dây xích sắt. Tô Vĩ hiện giờ cũng vậy, vì lúc học cấp 3 bị Hồng Mao bắt nạt, cậu ta cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không hơn được Hồng Mao. Ha ha, sao lại không nói gì nữa rồi? Thấy phản ứng của Tô Vĩ, Hồng Mao càng hung hăng hơn. Còn dám động tay động chân với ông đây, ai cho mày lá gan đó vậy? Mày đã quên hồi cấp 3 tao đánh mày thế nào rồi sao? Nếu mày quên thì tao không ngại khiến lại cho mày nhớ lại. Nói rồi Hồng Mao giơ tay lên tát Tô Vĩ. Hắn cho rằng chuyện hắn đánh Tô Vĩ là chuyện đương nhiên, thậm chí hắn còn cảm thấy đấy là chuyện vô cùng chính đáng. Nhưng lần này, tay của hắn lại bị giữ chặt. Là Chu Dương ngăn tay hắn lại. Tôi nói này, người Tôn gia các cậu đều có tự tin thế sao? Chu Dương lạnh lùng nói. Mày là cái thá gì? Không thấy chủ của mày đang cúi đầu trước mặt ông đây sao?
Hồng Mao tức giận nói. Hắn thấy hơi tức giận, ban đầu muốn đánh Chu Dương thì Tô Vĩ bắt lấy cổ tay hắn. Bây giờ hắn muốn đánh Tô Vĩ thì lại bị Chu Dương ngăn lại. Bọn mày đang ở đây chơi trò con nít à? Hồng Mao vô cùng tức giận, hơn nữa hắn nghĩ Chu Dương chẳng là cái thá gì, cùng lắm cũng chỉ là tên đàn em đi theo Tô Vĩ mà thôi. Nhưng cảnh tượng sau đó hoàn toàn phá vỡ tam quan của hắn. Bốp! Là một cái tát rất vang dội. Chu Dương chẳng nói nhiều lời đã tát thẳng vào mặt hắn một cái. Hồng Mao kinh ngạc ôm mặt nhìn Chu Dương. Sao hắn dám đánh mình một cái? Lẽ nào hắn không biết mình là ai sao? Hồng Mao vừa định nói gì đó thì nghe Chu Dương nghiêm nghị nói với Tô Vĩ. Tô Vĩ, cậu làm sao vậy? Sao lại để loại rác rưởi này dọa chết cây S.E.O. ta vậy? Sốt của cậu đang làm gì đấy? Không có chút quyết tâm nào sao? Nếu cậu muốn chứng minh cái gì thì cứ tát cho tên rác rưởi này mấy cái. Tên, rác rưởi. Hồng Mao kinh ngạc, thằng nhãi danh này dám so sánh mình với rác rưởi. Hơn nữa còn bảo Tô Vĩ đánh mình. Chương 866, bá đạo. Anh không những tát Hồng Mao, mà giờ anh còn xúi dục Tô Vĩ tát Hồng Mao. Nhưng Tô Vĩ sao dám chứ? Hễ nhớ lại hồi cấp 3, Hồng Mao càng yên tâm hơn. Tô Vĩ chính là một kẻ đáng thương bị hắn ta bắt nạt, sao Tô Vĩ dám tát hắn chứ? Nhóc con, tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu hống hách quá rồi đó. Hồng Mao tao là thiếu gia của Tôn gia ở thành phố Đông Hải. Cả cái Đông Hải này ai dám đắc tội với Tôn gia tao? Chỉ dựa vào tên ăn hại như Tô Vĩ mà cũng dám tát tao sao? Ánh mắt Hồng Mao đầy vẻ chế giễu. Hắn không chỉ chế nhạo Tô Vĩ, mà hơn hết hắn còn muốn chế nhạo cả Chu Dương. Kẻ vô danh này lại dám tát hắn. Hắn muốn cho Chu Dương biết kết cục của kẻ đắc tội với Tôn gia ở Đông Hải. Đừng tưởng quen biết Tô Vĩ là mày có thể bình yên vô sự, nếu đã đánh tao. Tao khuyên mày mau mau quỳ xuống cúi đầu xin lỗi thì may ra tao còn tha cho mày con đường sống. Nếu không, mày hỏi thử Tô Vĩ xem, hắn có thể giữ nổi mạng cho mày không? Dứt lời, Hồng Mao lại lộ ra vẻ đắc ý. Hắn nghĩ hiện giờ Tô Vĩ chắc chắn sẽ chịu thua, sẽ bảo Chu Dương mau quỳ xuống xin lỗi. Bởi dẫu sao hắn cũng là thiếu gia của Tôn gia. Nhưng Tô Vĩ lại nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Rồi chuyển sang quyết đoán. Tô Vĩ, mày muốn làm gì, mày còn không mau bảo tên vô danh tiểu tốt đó quỳ xuống xin lỗi tao đi. Hồng Mao quát lớn, nhưng hắn lại cảm thấy điều gì đó kỳ lạ trong mắt Tô Vĩ. Bốp, một tiếng tát tai vang lên. Hồng Mao vừa dứt lời, Tô Vĩ đã giơ tay tát hắn. Cái tát này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả cái tát của Chu Dương, mặt Hồng Mao lúc này bỗng sưng đỏ lên trông thấy. Còn Tô Vĩ thì vẫy cánh tay của mình, rõ ràng là cái tát vừa rồi cũng khiến tay cậu ta đau. Ngoài cảm giác đau ở tay, Tô Vĩ còn cảm thấy vô cùng sung sướng. Quá đã! Quá hả hê! Cuối cùng cậu ta cũng có thể tát tên Hồng Mao thiếu gia của Tôn gia rồi. Đúng, lão đại nói đúng, mặc kệ hắn ta là thiếu gia của Tôn gia khỉ gió gì. Nếu mình đã quyết đi theo lão đại rồi thì tên thiếu gia Tôn gia kia có là gì? Lão đại đã đánh bại hết cả Tôn gia đó. Từ Tôn Càn Khôn cho tới Tôn Thiên, có ai là chưa bị lão đại tát cho không? Còn cậu ta mới chỉ tát tên nhãi danh Hồng Mao thôi, có đáng là gì? Nghĩ tới đây, vẻ hưng phấn trong mắt Tô Vĩ dần lạnh băng, thay vào đó là vẻ khinh thường. Trái ngược với Tô Vĩ, lúc này Hồng Mao như sắp nổi điên lên. Tô Vĩ dám đánh hắn. Cậu ta dựa vào đâu? Tô gia bọn họ vốn không mạnh bằng Tôn gia. Hơn nữa chính mắt hắn còn thấy, sau khi Tô Vĩ tát hắn xong, ánh mắt của cậu ta dần trở nên khinh thường. Tức là sao, tát hắn một cái vẫn chưa đủ. Một cơn tức giận dâng lên trong lồng ngực, Hồng Mao gào giống lên Tô Vĩ. Mày điên rồi à? Mày lại dám tát tao? Có phải Tô gia chúng mày không muốn sống ở thành phố Đông Hải nữa không? Hắn thốt ra những lời này trong vô thức. Bởi vì trước đây, hắn luôn đe dọa Tô Vĩ như vậy. Ai bảo Tôn gia mạnh hơn Tô gia chứ? Nhưng lần này phản ứng của Tô Vĩ lại khác. Sao, mày muốn thay mặt Tôn gia tuyên chiến với Tô gia à? Tô Vĩ bình thản nói, vẻ khinh thường trong mắt ngày càng rõ.
Theo như những gì cậu ta đang nghĩ, tên hồng mao này chính là kẻ thiểu năng. Sao trước kia cậu ta lại sợ tên thiểu năng này nhỉ? Mày nói gì? Mày tưởng mày đánh tao xong, tôn gia sẽ tha cho mày à? Hồng mao lại gào lên, hiện giờ hắn không thể chịu nổi phản ứng này của Tô Vĩ. Vậy ư, Tô Vĩ hừ lạnh một cái, giơ tay lên tát cái nữa, khi xưa mày bắt nạt tao nhiều thế mà, mày nghĩ Tô gia sẽ tha cho mày sao? Bị tát thêm cái nữa, Hồng mao ngạc nhiên ôm lấy mặt, nhìn Tô Vĩ, mày. Thằng này lại tát mình. Mày cái gì mà mày, Tô Vĩ lại tát thêm cái nữa. Khi tư tưởng đã được khai thông, trong mắt Tô Vĩ, Hồng mao hiện giờ không khác gì một tên hề nhảy múa, cậu ta sẽ không phải sợ hắn uy hát yêu ta nữa. Hồng mao hoảng sợ ôm mặt lùi về sau vài bước. Giờ hắn cứ nói câu nào, Tô Vĩ lại cho hắn một cái bạt tai, điều này khiến hắn rất khó chịu. Bởi vì hắn không phải đối thủ của Tô Vĩ. Chưa kể Tô Vĩ đã theo học Ngưu Xuyên được một thời gian, mà bản thân Tô Vĩ cũng là một cao thủ Taekwondo. Trong mắt người bình thường đã được coi là mạnh lắm rồi, đặc biệt là việc treo tên vô dụng như Hồng Mao lên đánh là quá dễ dàng. Mày hãy chờ đó, bây giờ tao sẽ gọi cho tôn gia. Hồng Mao bất lực, đành dựa vào sự trợ giúp cuối cùng. Được, tao sẽ chờ, Tô Vĩ thản nhiên nói. Cuộc gọi đã được kết nối, là một trong những con cháu nòng cốt. Hiện giờ hắn đang gọi thẳng cho Tôn Càn Khôn. Bác hai, cháu bị người ta đánh, bác nhất định phải làm chủ cho cháu, Hồng Mao mặt đầy uất ức nói. Nghe được câu đó, Tôn Càn Khôn cũng nổi điên lên. Cả thành phố Đông Hải này ai lại dám động tới người của Tôn gia họ? Đương nhiên Tôn Càn Khôn biết tính tình của tên Hồng Mao này, bình thường hắn cũng gây sự khắp nơi. Nhưng Tôn Càn Khôn cũng mặc kệ. Bởi vì Tôn Càn Khôn là một người rất có lề lối, hắn hiểu rõ đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần Tôn gia đủ mạnh thì không một ai thấy chướng mắt khi đám con cháu trong gia tộc họ đi gây chuyện. Ngược lại, nếu Tôn gia vẫn còn yếu, thì dù đám con cháu của họ có gọi dạ bảo vâng như nào cũng vẫn bị người ta bắt nạt. Nghĩ tới đây, Tôn Càn Khôn càng tức giận hơn. Hắn cảm thấy có người đánh Hồng Mao, tức là không coi Tôn gia ra gì. Tôn Càn Khôn trầm giọng hỏi, đối phương là ai? Thấy thế, Hồng Mao hơi phấn khích, bởi vì hắn biết, điều này đồng nghĩa với việc Tôn Càn Khôn đã nổi giận. Tôi là Tô Vĩ. Ngay lúc này, Tô Vĩ cướp lấy điện thoại của Hồng Mao, bá đạo nói. Đúng, là tôi tát hắn đó, Tôn Nhị gia. Chẳng lẽ ông định vì chuyện này mà tuyên chiến với Tô gia chúng tôi sao? Tô Vĩ bình tĩnh nói. Cậu ta đã nghĩ thông suốt rồi. Thật ra cậu ta chẳng cần phải sợ Hồng Mao và Tôn gia gì cả. Tôn gia sao có thể mạnh hơn Tô gia được, họ cũng sẽ không vì chuyện còn con này mà tuyên chiến với Tô gia đâu. Bởi Tôn gia không gánh nổi cái giá của chuyện đó. Nghe Tô Vĩ nói vậy, Tôn Càn Khôn cũng đầy kinh hãi. Hắn không ngờ, đối phương lại là Tô Vĩ. Hắn cũng biết đôi chút về đại thiếu gia của Tô gia, từ khi nào mà người không có chủ kiến như Tô Vĩ lại trở nên dũng cảm vậy. Chương 867, uy hiếp. Tôn Càn Khôn hơi khó hiểu, vì trong ấn tượng của hắn, Tô Vĩ là người khiêm tốn biết điều trong tất cả những thiếu gia nhà giàu. Bây giờ cậu ta lại thẳng thắn nói ra những lời này, không phù hợp chút nào với bản chất cậu ta. Tô Vĩ, cậu biết cậu đang nói gì không? Song Tôn Càn Khôn vẫn là Tôn Càn Khôn, một nhị gia tiếng tăm lừng lẫy của Tôn gia, một người đàn ông có thể dùng năng lực của mình đưa Tôn gia lên tới đỉnh cao. Bây giờ tâm lý Tô Vĩ dù có sự trưởng thành nhất định, nhưng còn kém xa so với Tôn Càn Khôn. Ý cậu là, Tôn gia liệu có vì chuyện này mà tuyên chiến với Tô gia các cậu không, đúng không? Cậu cho rằng không bao giờ có khả năng đó à, Tôn Càn Khôn trầm giọng nói. Sắc mặt Tô Vĩ sững sờ, chẳng lẽ không phải sao? Trước kia Hồng Mao gây khó dễ cho tôi bao nhiêu lần, bây giờ Hồng Mao làm sằng làm bậy. Tôi mới chỉ đánh hắn có một lần mà Tôn gia các ông không chịu nổi sao? Tôi không tin vì chút chuyện còn con này mà Tôn gia các ông tuyên chiến với Tô gia. Tô Vĩ cắn răng nói tới đây vẫn còn chút tự tin. Nhưng Tôn Càn Khôn chỉ cười khẩy một tiếng. Không gì là không thể, bất kể lý do nhỏ hay lớn, mượn cớ đó để hai gia tộc tuyên chiến với nhau không có gì là lạ cả. Đầu tiên, Tôn gia chúng ta là gia tộc đứng đầu các gia tộc hạng nhất. Còn Tô gia các cậu chỉ đứng thứ hai, dù nói gì thì vẫn địa vị vẫn thấp hơn Tôn gia chúng tôi.
nếu chúng tôi là gia tộc đứng đầu, thì Tô gia các cậu làm gì cũng phải nhượng bộ Tôn gia, đó là phép tắc. Nếu không vị trí thứ nhất của chúng tôi có ý nghĩa gì? Tôn Càn Khôn nghiêm nghị nói. Lời nói của ông ta vang vọng mãi trong tai Tô Vĩ. Đột nhiên cậu ta thấy lời Tôn Càn Khôn rất có lý, giống như Tô gia bây giờ là gia tộc hạng nhất, nhưng thật ra so thực lực với gia tộc hạng hai thì không hơn là bao. Thậm chí, nếu Tô gia dễ dàng tuyên chiến với gia tộc hạng hai, thì cái giá phải trả vẫn khó lường như cũ, có khi Tô gia hoàn toàn không gánh vác nổi. Do đó Tô gia sẽ không tự nhiên gây sự với gia tộc hạng hai, nên những gia tộc hạng hai đó có thể vẫn giữ sự tôn trọng như cũ với Tô gia, chứ không ỷ vào điểm này để mượn cớ. Lúc này, Tô Vĩ loáng thoáng cảm giác có vẻ mình làm sai ở đâu rồi. Chính là đạo lý này, Tôn Càn Khôn nói tiếp, nghe đây, dù cậu là thiếu gia Tô gia, địa vị tương đối cao quý, kính trọng. Nên lần này đối đầu Tôn gia chúng tôi, cậu nhất định phải cúi đầu tạ lỗi. Nếu không, gia tộc đứng hạng nhất trong các gia tộc như chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lúc Tôn gia yêu cầu Tô gia giải thích, các cậu vẫn không chịu nhượng bộ, nên chúng tôi cũng sẽ không nhún nhường. Mâu thuẫn giữa hai bên càng căng thẳng, dẫn đến tuyên chiến là chuyện có thể xảy ra, đạo lý này cậu nghe không hiểu sao. Giọng Tôn Càn Khôn nghe như tiếng nổ vang bên tai Tô Vĩ. Tô Vĩ lúc này sững sờ, chẳng lẽ cậu sai thật rồi sao? Tô gia chỉ là một gia tộc đứng thứ hai, đối mặt với gia tộc đứng đầu như Tôn gia, phải cúi đầu lễ phép là chuyện đương nhiên. Nếu một gia tộc đứng thứ hai như mình không chịu cúi đầu, thật sự dựa vào lý do rằng đối phương sẽ không dám tự nhiên gây sự, để buộc một gia tộc đứng nhất nhượng bộ sao? Ý định này đúng là vô vọng. Tô Vĩ lộ ra vẻ do dự, ánh mắt nhìn Hồng Mao cũng lóe vài tia sáng. Hồng Mao thấy vậy thì lập tức vô cùng hưng phấn. Sao nào, không phải Tô Vĩ mày rất phách lối sao? Mày dám làm ông đây phát điên? Thiếu gia Tô Vĩ mà cũng dám động vào ông đây sao? Mày đúng là quên hôm mày bị ông đây đánh như tử rồi. Hồng Mao bây giờ trở nên ngang ngược, chỉ cần Tô Vĩ thừa nhận thì cả thiên hạ này đều khuất phục trước hắn. Hắn muốn ép Tô Vĩ và Chu Dương quỳ xuống. Nơi này đường xá đông đúc, hắn muốn trước mặt mọi người, Chu Dương và Tô Vĩ phải dập đầu cúi lạy hắn. Lúc đó, hắn sẽ dùng chân đạp lên đầu họ. Đó là cái giá phải trả khi đắc tội với Tôn gia hắn. Hắn tuyên bố với tất cả mọi người, ở thành phố Đông Hải, Tôn gia là người không ai được đắc tội. Nhưng lúc này, Chu Dương lại nhận điện thoại từ Tô Vĩ. Vậy được, ông tuyên chiến đi. Chu Dương bình thản nói. Nếu Tôn gia các người bênh vực tên Hồng Mao này, không thèm hỏi nguyên do, thì chúng ta tuyên chiến. Tôi là Chu Dương, vừa nãy lúc đánh Hồng Mao nhà các ông, tôi cũng tham gia vào. Đúng là giờ tôi liên minh với Tô gia. Tức là các ông tuyên chiến với một khối đoàn kết chúng tôi. Giọng Chu Dương không trầm không bổng, không chút lo lắng, giống như đang kể lại một chuyện không hề liên quan đến mình. Khuôn mặt Tô Vĩ cực kỳ kiêu ta siết động. Đúng là lão đại, quả nhiên mình vẫn kém xa lão đại. Vẻ kiêu ta sợ thoáng qua chê y mặt Hồng Mao, hắn không hiểu tại sao Chu Dương lại ngang ngược thậm chí còn hơn cả Tô Vĩ như vậy. Hắn loáng thoáng nhận thấy. Cái tên Chu Dương này hình như từng nghe qua ở đâu rồi. Còn phía Tôn Càn Khôn, trong lòng rối bời. Hắn không ngờ Chu Dương lại ở đó. Dạy dỗ Tô Vĩ thì Tôn Càn Khôn cay nghiệt đây dư sức làm được. Hắn biết, Chu Dương là người hắn không thể tùy tiện lừa bịp. Thậm chí, sau mấy lần đối đầu với Chu Dương, hắn không thăm dò được nổi Chu Dương là hạng người gì. Tên danh đó, cứ như thể không tồn tại vậy. Chu Dương. Ý cậu là gì? Tôn Càn Khôn trầm giọng hỏi. Cậu liên minh với Tô gia, để hợp lực đối đầu với Hứa gia, vậy mà lúc này dám khiêu khích Tôn gia chúng tôi, định bắt nạt kẻ yếu à? Tôn Càn Khôn vừa mở miệng đã tạo áp lực lớn lên Chu Dương. Hắn phải nhắc nhở Chu Dương, bây giờ anh có một đối thủ rất lớn nhất, đó là Hứa gia. Nên bây giờ đắc tội với Tôn gia không phải là hành động sáng suốt. À, chuyện của tôi. Ông không cần quan tâm, Chu Dương thản nhiên nói, chắc ông biết, Chu Dương tôi trước giờ là người biết trái phải. Ông không cần tạo áp lực cho tôi, dù quan hệ giữa tôi và Hứa gia như nào, ai thắng ai thua cũng chẳng sao cả. Nhưng chuyện hôm nay, hoàn toàn là do Tôn gia các ông có lỗi trước,
nếu ông không muốn xử lý, thì tôi cũng không ngại động tay một chút với Tôn gia các ông. Chu Dương không nóng vội, không giận dữ, chỉ bình tĩnh nói. Áp lực Tôn Càn Khôn cảm nhận được lúc này, còn lớn hơn cả sự uy hát yêu ta hắn vừa tạo ra với Tô Vĩ. Vì hắn thấy đúng là Chu Dương có thể làm được những chuyện như vậy. Mà bây giờ Hứa gia sắp xuất hiện, Tôn gia tự thân đã khó an toàn rồi, nên tuyệt đối không được gây sự với Chu Dương. Chương 868, theo dõi. Chỉ trong chốc lát, Tôn Càn Khôn đã phủi sạch các mối quan hệ thiết yếu. Đừng nói lần này Hồng Mao đắc tội Chu Dương. Cho dù Chu Dương vô duyên vô cớ đánh Hồng Mao, lúc này Tôn gia cũng tuyệt đối không thể trở mặt với Chu Dương. Là như vậy, Chu tiên sinh, ha ha, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôn Càn Khôn thay đổi sắc mặt, cười nói. Vẻ mặt thay đổi này khiến Chu Dương hơi kinh ngạc. Tốc độ thay đổi hơi nhanh rồi thì phải. Dù gì cũng nên có bước đệm đã chứ. Giây trước còn hung hăng dữ tợn, giây sau đã cười đùa vui vẻ. Đúng là một lão hồ ly, lúc này Chu Dương mới hiểu rõ thêm đôi chút về Tôn Càn Khôn. Vậy sao, nếu đã là hiểu lầm, vậy thì chỉ cần nói rõ là được rồi, Chu Dương đáp. Đúng đúng, tôi vẫn đang rất mong chờ cuộc chiến giữa cậu và Hứa gia, Tôn Càn Khôn bóng gió nói, cậu và Hứa gia còn chưa phân rõ thắng thua, Hồng Mao lại xúc phạm cậu, đó đích thực là lỗi của nó. Dẫu sao Tôn gia chúng tôi cũng là một gia tộc thấu hiểu đạo lý. Nếu Chu tiên sinh bắt nạt tiểu bối nhà chúng tôi, vậy tôi tất nhiên phải phản bác. Bây giờ là tiểu bối của Tôn gia chúng tôi đắc tội với cậu, vậy thì tôi sẽ trả lại công bằng cho cậu, cậu trả điện thoại cho Hồng Mao đi. Tôn Càn Khôn không chỉ mỉa mai Chu Dương, mà còn giữ được thể diện cho Tôn gia, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Chu Dương cũng mặc kệ, chỉ mỉm cười, đưa lại điện thoại cho Hồng Mao. Giữ thể diện. Đó chẳng qua là một thủ đoạn nho nhỏ của Tôn Càn Khôn mà thôi, chẳng qua là để tìm kiếm sự an ủi cho bản thân. Ít nhất, trong chuyện này, Tôn Càn Khôn đã chịu thua rồi. Hồng Mao nhận điện thoại, vừa định nói gì đó với Tôn Càn Khôn nhưng lại nghe được một mệnh lệnh đầy tức giận, xin lỗi. Bác hai, bác nói gì vậy? Hồng Mao ngẩn người. Hắn bị hai người này đánh liên tiếp mấy cái, lại còn muốn hắn xin lỗi sao? Nhưng Tôn Càn Khôn phớt lờ thái độ của hắn, lạnh lùng nói, sao hả? Cháu đang chất vấn mệnh lệnh của bác hả? Cháu, không dám, bác hai, cháu biết phải làm sao rồi, Hồng Mao ngoan ngoãn cúi đầu. Ở Tôn gia, Tôn Càn Khôn nói một là một, hai là hai. Hắn cúp máy, hằn học nhìn Chu Dương và Tô Vĩ. Sao rồi? Chu Dương giễu cợt nhìn Hồng Mao. Xin lỗi, Hồng Mao cúi đầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, nói từ sớm không phải là xong rồi sao, đỡ cho tôi phải ra tay. Chu Dương đưa tay vỗ vào mặt Hồng Mao, ngoan, lần sau đừng làm thế nữa. Đây là sỉ nhục, công khai sỉ nhục. Hồng Mao luôn kiêu ngạo, chưa từng phải chịu nỗi nhục này. Nhưng lúc này, hắn không thể không cúi đầu, nhẫn nhịn chịu đựng, bởi vì hắn vừa nhận được mệnh lệnh của Tôn Càn Khôn. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Chu Dương cũng không dây dưa nữa, suy cho cùng trong mắt anh, Hồng Mao chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót, vốn chẳng thể gây ra sóng gió gì. Nhưng Tô Vĩ thì khác, Tô Vĩ hào hứng theo Chu Dương quay lại xe, vẻ mặt đầy phấn khích. Sao vậy, mặt tôi nở hoa à? Chu Dương vừa lái xe vừa hỏi Tô Vĩ. Bởi vì ánh mắt Tô Vĩ khi nãy nhìn anh quá bất thường, nhìn đến mức Chu Dương thấy hơi sợ hãi. Ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Một tên đàn ông cuồng nhiệt nhìn chằm chằm bạn, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đoán chừng cũng không thể thoải mái được. Lão đại, em thực sự rất khâm phục anh. Tô Vĩ hưng phấn nói. Khâm phục tôi cái gì chứ? Chu Dương nhún vai, chẳng qua là thuận theo ý muốn của bản thân, làm chuyện mình muốn làm thôi mà. Chu Dương không cảm thấy đây là lẽ đương nhiên, cũng không cảm thấy có chỗ nào đáng tự hào. Dù sao tiếp theo, gia tộc anh phải đối mặt là Hứa gia. Nói trắng ra, mặc dù kế hoạch của Chu Dương đã rất chu toàn, nhưng đối mặt với một gia tộc ẩn giật như Hứa gia, anh vẫn chưa dám chắc. Bởi vì anh vẫn nhớ những gì Thủy Băng Nguyệt đã nói. Trong các gia tộc ẩn giật, tông sư võ giả lộ ra bên ngoài vốn không là gì cả, không ai biết được con át chủ bài của họ. Thậm chí, bọn họ có cả sự tồn tại vượt qua cả tông sư võ giả.
vượt qua cả ngưỡng tông sư võ giả, đó là sự tồn tại như thế nào? Chu Dương không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chỉ một tông sư võ giả là đã có thể đánh bại vô số người bình thường. Có thể nói, chỉ cần là tông sư võ giả, cho dù mấy trăm người vây đánh một tông sư võ giả, thì tông sư võ giả đó cũng có thể đánh bại rất nhiều người sau đó thoát thân. Cơ bản chính là hai khái niệm vũ lực khác nhau. Vậy còn sự tồn tại vượt qua cả tông sư võ giả thì sao? Có phải là có thể đánh bại hơn 10 tông sư võ giả một lúc không? Nếu đúng là vậy, thì dù bên mình có bao nhiêu tông sư võ giả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh không thể từ bỏ, dù sao anh vẫn chưa biết rõ thực lực của Hứa gia như thế nào. Không thể vì một vài suy đoán của mình mà tự hù dọa bản thân rồi nhận thua ngay được. Đó tuyệt đối không phải phong cách của anh. Lão đại, anh đang nghĩ gì vậy? Tô Vĩ tò mò hỏi. Cậu ta rất muốn biết, một người như Chu Dương, lúc bình thường sẽ suy nghĩ gì? Không có gì, nghĩ linh tinh thôi, Chu Dương cười, rồi dừng xe lại. Bọn họ đã đến Vịnh Lục Cảnh, lúc trước Chu Dương đã sắp xếp tất cả 10 tông sư võ giả Hứa Nguy đưa đến ở gần đây, đồng thời cũng định để Tô Vĩ ở lại đây. Lý do rất đơn giản, Tô Vĩ không thích hợp ở cùng một nhà với anh, bởi vì rất khó đảm bảo cậu ta sẽ không để lộ thông tin quan trọng với bà Chu. Ví dụ như Chu Dương hiện tại đang chuẩn bị đối đầu với gia tộc ẩn giật Hứa gia. Bà Chu có thể không biết đến sự tồn tại của gia tộc ẩn giật Hứa gia. Nhưng bà nhất định biết đây là một việc vô cùng nguy hiểm, đến lúc ấy sẽ ngăn cản Chu Dương. Vì vậy Chu Dương không định để Tô Vĩ ở cùng nhà với mình. Anh đưa Tô Vĩ đến chỗ mấy tông sư võ giả, sắp xếp cho cậu ta xong, giới thiệu với vị tông sư võ giả dẫn đầu một chút. Vị tông sư võ giả dẫn đầu này tên là Hứa Lực, được coi là đội trưởng của 10 tông sư võ giả này. Sau khi nghe Chu Dương giới thiệu, Hứa Lực gật đầu, thì ra là thiếu gia của Tô gia, vậy thì chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt. Dẫu sao chúng tôi cũng biết, lần này đối đầu với Hứa gia, Tô gia là lực lượng không thể xem nhẹ, về điểm này, Chu tiên sinh không cần lo lắng. Chu Dương gật đầu, lời bảo đảm của Hứa Lực khiến anh yên tâm, để Tô Vĩ ở lại đây, có khi cậu ta còn có thể học hỏi chút bản lĩnh từ mấy tông sư võ giả này. Sau khi giao phó xong, anh liền rời đi. Đúng lúc này, Hứa Lực lại nói với anh, để Tô thiếu gia đến đây, tôi có thể hiểu. Nhưng cái đuôi bám theo Chu tiên sinh, là có ý gì đây? Chương 869, có phải chuyện tốt hay không? Hứa Lực hỏi, trông có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng Chu Dương không phản ứng lại, đội trưởng Hứa, cái đuôi mà ông nói là có ý gì? Tô Vĩ cũng ngẩn ra, không hiểu gì y hệt Chu Dương. Đuôi, lão đại anh mọc đuôi à? Đâu có đâu. Trước sự nghi ngờ của Chu Dương và vẻ ngơ ngác của Tô Vĩ, nét mặt Hứa Lực dần trở nên nghiêm trọng. Ông ta đã chú ý đến có người theo sau Chu Dương từ lâu, ban đầu ông ta nghĩ đó là người bí mật bảo vệ Chu Dương, hoặc là cao thủ Chu Dương cử đến giám sát bọn họ. Tuy rằng hai bên hợp tác, nhưng Chu Dương không hiểu rõ về đám Hứa Lực, vì vậy Chu Dương cử người giám sát họ cũng là chuyện bình thường. Do đó ông ta mới cố ý nói ra, nhắc nhở Chu Dương không cần bày trò như vậy. Nhưng từ phản ứng của hai người, Chu Dương hiển nhiên không biết có người bám theo anh. Nói cách khác, mấy người theo sau Chu Dương, hoàn toàn không rõ thân phận, thậm chí rất có thể là người của nhánh chính Hứa gia. Nghĩ đến điều này, Hứa Lực càng trở nên nghiêm túc hơn. Mà chê y thực tế, người bám theo Chu Dương, đích thực là người của nhánh chính Hứa gia. Hơn nữa là đích thân Hứa Phụng Thiên ra tay, dẫn theo hai tông sư võ giả cùng theo sau Chu Dương. Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, đám người Hứa Phụng Thiên đã xác định Nhậm Phong phản bội nhánh chính Hứa gia, hơn nữa đang nương nhờ vào Chu Dương. Đã như vậy, Hứa Phụng Thiên đương nhiên sẽ muốn thấy Chu Dương, xem thử thằng nhóc chưa từng xuất hiện ở thành phố Đông Hải này, mới nổi lên chưa đầy một năm rốt cuộc có tư cách gì khiến Nhậm Phong phản bội lại nhánh chính Hứa gia. Vì vậy ông ta dẫn Hứa Phụng Lai đến theo dõi Chu Dương, lần này theo đến thẳng Vịnh Lục Cảnh. Đại ca, thằng nhóc Chu Dương sống ở nơi này à? Chúng ta có nên xông thẳng vào bắt người không? Bên ngoài biệt thự, Hứa Phụng Lai hơi khó chịu hỏi. Thân là một tông sư võ giả, thậm chí là tông sư võ giả của gia tộc ẩn giật Hứa gia, ông ta rất khinh thường mấy trò vặt vãnh này.
Đặc biệt là theo dõi Chu Dương, trong mắt ông ta chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch. Vì vậy khi thấy Chu Dương đi vào biệt thự, ông ta cho rằng mình đã tìm thấy xảo huyệt của Chu Dương. Mà tìm thấy xảo huyệt rồi, dựa vào thực lực của hai tông sư võ giả bọn họ, hoàn toàn có thể xông thẳng vào, bắt lấy Chu Dương. Không, chỉ cần biết chỗ ở của cậu ta là được rồi, Hứa Phụng Thiên lắc đầu, biết được xảo huyệt của cậu ta, là chúng ta có thêm lợi thế, bây giờ không cần thiết phải xông vào. May mà Hứa Phụng Thiên khá thận trọng, từ chối đề nghị của Hứa Phụng Lai. Bởi vì ông ta biết, khi hai bên giao đấu, mặc dù Chu Dương là nhân vật vô cùng quan trọng, nhưng nếu chỉ bắt được anh, thực ra chẳng có tác dụng mấy. Tốt hơn là bí mật kiểm soát anh, bằng cách này, khả năng giành phần thắng của nhánh chính Hứa gia càng lớn. Cũng may bọn họ suy nghĩ như vậy, nếu không, bọn họ vừa vào cửa, phát hiện ra 10 tông sư võ giả bên trong đang chờ bọn họ, tới lúc đó, không biết hai người sẽ có phản ứng gì. Nhưng thực tế, cho dù họ không có ý định đột nhập vào bên trong, Hứa Lực trong biệt thự cũng phát hiện ra tung tích của họ. Hai người họ đều đạt đến cấp bậc tông sư võ giả, Hứa Lực tựa vào cửa biệt thự nói, quay qua hỏi Chu Dương, Chu tiên sinh, cậu chắc chắn không biết hai vị tông sư võ giả bên ngoài chứ? Tôi không biết. Chu Dương khẳng định. Hơn nữa anh cũng khá kinh ngạc. Mình bị người ta theo dõi, mà lại là hai tông sư võ giả theo dõi. Cũng may mình không về thẳng nhà, nếu không hai tông sư võ giả đó biết chỗ ở của mẹ mình, hậu quả sẽ rất khó lường. Dù là vậy, bây giờ Chu Dương cũng cảm thấy nên đưa mẹ mình đến nơi khác an toàn hơn. Vịnh Lục Cảnh không còn an toàn nữa. Nếu cậu thực sự không biết vậy thì hai tông sư võ giả bên ngoài rất đáng nghi, Hứa Lực nói, nếu người của nhánh chính Hứa gia phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi, thì sẽ có phiền phức lớn. Phải biết rằng, 10 tông sư võ giả này, tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ cũng là kẻ bại trận dưới tay nhánh chính Hứa gia. Ngay cả khi liên thủ với Chu Dương, muốn chính diện công ca Iota CS nhánh chính Hứa gia, thì cơ hội thắng cũng rất mong manh. Điều bọn họ muốn là bất ngờ công ca Iota CS khiến nhánh chính Hứa gia không kịp trở tay. Nhưng nếu thân phận của họ bị bại lộ, nếu phát hiện ra sự tồn tại của họ, nhánh chính Hứa gia nhất định sẽ phái toàn bộ cao thủ đến tiêu diệt họ. Vì vậy bất kể ra sao, họ cũng không thể để lộ thân phận. A Ngai, ra ngoài thám thính, chú ý đừng để lộ thân phận. Hứa Lực ra lệnh cho một tông sư võ giả. A Ngai đó cũng là một tông sư võ giả do Hứa Nguy phái đến, thực lực xếp hàng đầu trong số những người này. A Ngai gật đầu, thay đồ rồi ra ngoài bằng đường cửa sổ, đi vòng qua phía khác, quan sát Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Lai. Khi nhìn thấy hai người, A Ngai cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hóa ra là Hứa Phụng Thiên. Ngay tức khắc A Ngai cảm thấy thân phận của mình và những người khác đã bị lộ. Nếu không tại sao Hứa Phụng Thiên lại tìm đến đây? Nhưng ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại, sau khi suy nghĩ kỹ, thân phận của mình và mọi người không thể bị lộ được, bằng không tìm đến đây sẽ không chỉ có hai người Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Lai. Ông ta quay lại biệt thự từ cửa sổ, báo cáo những gì đã thấy cho Hứa Lực. Là Hứa Phụng Thiên. Nghe A Ngai báo cáo, Hứa Lực cũng nhíu mày, cảm thấy chuyện này khá nan giải. Chu tiên sinh, chuyện này không dễ giải quyết đâu, Hứa Phụng Thiên đã phát hiện ra chỗ này. Nhất định sẽ phái người theo dõi sát sao. Cứ tiếp tục như vậy, thân phận của chúng tôi sớm muộn cũng sẽ bị lộ. Hứa Lực nói với Chu Dương. Những người khác đều liếc nhìn Chu Dương. Tình huống đột ngột xảy ra, nếu bước đi này làm không tốt, vậy thì tất cả kế hoạch của bọn họ sẽ đổ bể. Tuy nhiên Chu Dương chỉ suy ngẫm một lát liền nghĩ ra biện pháp đối phó. Đội trưởng Hứa không cần hoảng loạn, chuyện này, có lẽ lại là chuyện tốt thì sao? Chu Dương mỉm cười, bình tĩnh nói. Chuyện tốt. Hứa Lực nhìn Chu Dương đang cười, càng thêm khó hiểu. Người ta tìm đến tận cửa rồi, vẫn gọi là chuyện tốt. Người đến là Hứa Phụng Thiên đấy. Bọn họ không thể dễ dàng giết được Hứa Phụng Thiên, mà lại là chuyện tốt ư. Chu tiên sinh, cậu đang nói gì vậy? Lẽ nào cậu có chủ ý gì hay sao? Không phải là giết Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Lai đấy chứ? Như vậy là quá ngu ngốc, nếu chúng ta có thể giết bọn họ, thì đã thẳng tay giết hết 4 anh em họ rồi, đâu cần ẩn nấp làm gì. Mọi người đều cảm thấy Chu Dương đang ăn nói hồ đồ,
không cho rằng lúc này anh có thể đưa ra biện pháp gì tốt. Chương 870, giết một người trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy Chu Dương đang khoác lác. Dẫu sao tình hình bây giờ cũng đã vô cùng gay gắt, Hứa Phụng Thiên đã ở dưới tầng rồi, bây giờ còn có thể có cách giải quyết gì tốt sao? Đương nhiên có cách giải quyết. Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Chu Dương vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Trước tiên, Hứa Phụng Thiên không xông vào biệt thự, điều này đã chứng minh ông ta không định xông vào, có thể chỉ là muốn theo dõi tôi, thăm dò xào huyệt của tôi ở đâu. Điều này đối với ông ta mà nói, sẽ là một con át chủ bài trong cuộc chiến ở tương lai, ngộ nhỡ Hứa ra rơi vào tình huống bất lợi, ông ta hoàn toàn có thể làm khó tôi vào thời điểm đó. Nói theo cách khác, bây giờ ông ta chỉ hiểu lầm đây là xào huyệt của tôi, nhưng ông ta không biết mọi người ở bên trong biệt thự này. Chu Dương phân tích mạch lạc. Sau khi nghe anh phân tích, những người khác liền yên lặng. Hình như quả thực là đạo lý này, bây giờ thân phận của bọn họ vẫn chưa bại lộ. Nhưng vậy thì sao chứ? Hứa Phụng Thiên đã phát hiện nơi này, chắc chắn sẽ phái người ở đây theo dõi. Cứ như vậy, thân phận của họ sớm muộn cũng sẽ bại lộ, thậm chí bọn họ dù muốn đổi vị trí cũng không làm được, bởi vì bên ngoài luôn có người theo dõi. Đạo lý này chúng tôi đều hiểu, nhưng điều chúng tôi lo lắng không phải cái này, mà là Hứa Phụng Thiên đã tìm được nơi này. Cho dù thân phận của chúng ta tạm thời không bị lộ, sớm muộn cũng sẽ lộ thôi. Hứa Lực nói ra lo lắng của mọi người, trong mắt bọn họ, Chu Dương căn bản không giải quyết được vấn đề. Lần này xong đời rồi, hay là chúng ta cứ giết Hứa Phụng Thiên và Hứa Phụng Lai cho xong, dù sao thân phận của chúng ta sớm muộn cũng bị lộ. Chỉ bằng giết hai người họ trước. Có người hận thù sôi sục đưa ra đề nghị. Mà đề nghị này vừa đưa ra, trên y gương mặt những người khác cũng lộ ra biểu cảm đồng tình. Từ góc nhìn của mọi người, đây quả thật là lựa chọn duy nhất. Giết bọn họ, sau đó trước khi Hứa ra phản ứng, thì giết chết hai tên tông sư võ giả còn lại, tiếp đó chúng ta liền rời khỏi Đông Hải. Một người khác nói, trong mắt bọn họ, Hứa Phụng Thiên đã phát hiện ra họ. Mối quan hệ hợp tác với Chu Dương đã không thể duy trì lâu dài nữa. Bây giờ bọn họ muốn giết bốn anh em Hứa Phụng Thiên đã xuất đầu lộ diện của nhánh chính Hứa ra, sau đó nhanh chóng trốn khỏi Đông Hải. Như vậy dù bọn họ không thể vào nhánh chính Hứa ra, nhưng tốt xấu gì cũng được xem là báo thù thích đáng được một lần. Điều quan trọng hơn, có lẽ đây là chuyện duy nhất họ có thể làm trong lúc này. Đúng, cứ làm như vậy đi. Mười mấy tông sư võ giả trong chớp mắt đã hạ quyết tâm. Lúc này, sắc mặt Tô Vĩ lại thay đổi đột ngột. Bởi vì Tô gia đã hợp tác với Chu Dương, hơn nữa còn tuyên bố phải tiêu diệt Hứa gia. Nếu mười mấy tông sư võ giả này thật sự làm như vậy, hơn nữa còn chạy trốn khỏi Đông Hải, vậy người sụp đổ đầu tiên chính là Chu Dương và Tô gia. Chu Dương lẻ loi một mình, hoàn toàn có thể dẫn theo mẹ anh rời khỏi thành phố Đông Hải, nhưng Tô gia bọn họ thật sự sắp tiêu đời rồi. Sao các người có thể như vậy chứ? Chúng ta là đồng minh mà. Cho nên Tô Vĩ rất sốt ruột, lên tiếng ngăn cản luôn. Hừ, một tên nhóc của Tô gia còn con, sao cậu có thể ngăn cản quyết định của chúng tôi chứ? Đúng đó, đừng nói cậu chỉ là một tên nhóc, cho dù gia chủ của Tô gia các người có đến cũng không dám nhiều lời với quyết định của chúng tôi. Đối mặt với ngăn cản của Tô Vĩ, những tông sư võ giả kia cũng không hề quan tâm. Lẽ nào thật sự cứ kết thúc như vậy sao? Tô Vĩ sốt ruột đến mức sắp phát khóc. Các vị, không phải tôi đã nói rồi sao? Mọi người không cần phải lo sợ, tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng tôi. Chu Dương lên tiếng. Vừa mở lời, anh đã ổn định được cục diện vốn đang rối loạn. Mọi người lại nhìn Chu Dương, cậu còn có cách gì tốt? Những gì cậu nói vừa nãy đều là lời dư thừa, nếu còn là những lời thừa thãi đó nữa. Thì cậu không cần nói đâu. Lời tôi nói không có câu nào là dư thừa, chẳng qua là mọi người không nghiêm túc nghe tôi nói xong mà thôi. Chu Dương hừ một tiếng, nghe đây, bây giờ mọi người chỉ là bước vào một sai lầm mà thôi, chuyện này thật ra căn bản không phức tạp như tưởng tượng của mọi người. Hứa Phụng Thiên chắc chắn sẽ phái người đến trông chừng chỗ này. Nhưng vậy thì sao chứ? Ông ta cũng không thể nào tự mình đến đây theo dõi suốt được. Chỉ cần không phải Hứa Phụng Thiên đích thân theo dõi, đợi sau khi ông ta rời khỏi đây,
chúng ta hoàn toàn có thể giết người mà ông ta phái ở đây trông chừng. Đến lúc đó, mọi người di chuyển đến chỗ khác, cho dù là Hứa Phụng Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giọng nói Chu Dương vang vọng trong đại sảnh, người nghe được câu nói này của anh, Chê Y gương mặt đều lộ ra biểu cảm hổ thẹn. Đúng vậy, bọn họ đã rơi vào một sai lầm. Họ chỉ biết không thể giết Hứa Phụng Thiên, nếu không sẽ dễ dàng khiến nhánh chính Hứa ra cảnh giác, rồi phái lực lượng lớn trực tiếp đến thành phố Đông Hải. Nhưng Hứa Phụng Thiên tuyệt đối cũng không thể đích thân ở lại đây trông chừng. Thật ra khi bọn họ nói chuyện, A Ngai vừa ra ngoài xem xét tình hình đã quay lại. Hứa Phụng Thiên đi rồi, chỉ để lại một mình Hứa Phụng Lai canh chừng cách đây không xa, A Ngai nói với vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui mừng. Tên Hứa Phụng Lai đó có thể vì để tiện giám sát nơi này, thậm chí đã thuê một căn biệt thự ở bên cạnh. Với thực lực của nhánh chính Hứa gia, trong khoảng thời gian ngắn thuê một căn biệt thự căn bản không phải chuyện gì khó. Chu Dương và Hứa Lực nhìn nhau mỉm cười, đội trưởng Hứa, bây giờ cơ hội đến rồi. Nếu nhánh chính của Hứa gia đã ra tay, vậy chúng ta đừng ngại mà giải quyết tên Hứa Phụng Lai này trước, mọi người nghĩ sao? Mọi người đều nhìn nhau, lập tức xắn tay áo lên. Giết chết Hứa Phụng Lai. Đây là tâm nguyện bao nhiêu năm của bọn họ. Đến hôm nay cuối cùng họ cũng có thể hoàn thành. Hơn nữa theo kế hoạch của Chu Dương, sau khi bọn họ giết Hứa Phụng Lai, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Tất cả đều sẽ được Chu Dương cải trang thành bộ dạng khác, nhánh chính của Hứa gia tuyệt đối không tưởng tượng được là bọn họ đã ra tay. Vậy trước tiên giết một tên đã, Hứa Lực vỗ đùi, quyết định như vậy. Bên kia, Hứa Phụng Lai vừa bước vào căn biệt thự mới thuê. Để tiện theo dõi biệt thự mà đám người Hứa Lực ở, ông ta cố ý ngồi trước một cửa sổ, hài lòng đun cho mình một ấm trà nóng. Hứa Phụng Thiên đã rời khỏi đây, bây giờ chỉ còn mỗi mình ông ta, nhưng ông ta không hề lo lắng, dẫu sao ông ta cũng là một tông sư võ giả. Ông ta tự tin tuyệt đối với thực lực của mình. Hơn nữa nhiệm vụ của ông ta cũng rất đơn giản, chỉ theo dõi căn biệt thự mà Hứa Lực ở, trong khái niệm của ông ta, trong đó chắc hẳn là nhà của Chu Dương. Ông ta chỉ cần quan sát mỗi ngày có ai ra vào trong căn biệt thự đó, mỗi ngày Chu Dương ra ngoài lúc nào là đủ. Trong mắt ông ta, nhiệm vụ này để ông ta làm quả thật là không biết trọng nhân tài. Giết gà mà dùng dao mổ bò. Đúng lúc này, ông ta khẽ giật mình bởi vì ông ta phát hiện Chu Dương đi ra từ biệt thự, hơn nữa còn đi thẳng về phía mình. Chương 871, sự thất bại của tông sư võ giả. Chẳng lẽ cậu ta tới tìm mình, suy nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Hứa Phụng Lai. Vì Chu Dương đúng là đang thẳng hướng này đi tới. Không phải chứ, chẳng nhẽ cậu ta biết mình theo dõi cậu ta. Hứa Phụng Lai nghi ngờ, ông ta và Hứa Phụng Thiên theo dõi Chu Dương đến giờ, vậy mà Hứa Phụng Thiên vừa đi, Chu Dương đã vội tìm tới. Có vẻ Chu Dương phát hiện có người theo dõi. Nhưng làm sao phát hiện được chứ? Dù Hứa Phụng Lai và Hứa Phụng Thiên không quá cố gắng che giấu hành tung của mình, vì bọn họ là tông sư võ giả, hoàn toàn không cần dùng thủ đoạn che giấu cao siêu nào, chỉ theo dõi một người bình thường mà chẳng nhẽ lại lộ tẩy. Dù thế nào ông ta cũng không nghĩ ra, sao Chu Dương phát hiện ra mình, thậm chí lúc này anh đã đi tới ngay tầng dưới ông ta. Hứa Phụng Lai ngồi im không nhúc nhích, đơn giản là vì nếu bị Chu Dương phát hiện thì biết làm gì đây. Biệt thự của ông ta không khóa cửa, tiếng mở cửa vang lên từ dưới tầng, tiếp theo đến tiếng bước chân từng nhịp đi lên cầu thang, cuối cùng, Chu Dương xuất hiện trước mặt ông ta. Hứa Phụng Lai không hoảng hốt cũng không vội vàng, uống một ngụm trà nóng, sau đó lười biếng nhướn mày, cậu là ai? Đến nhà tôi làm gì? Ông ta bày ra dáng vẻ không biết Chu Dương, muốn thăm dò Chu Dương xem có thật là anh phát hiện ông ta theo dõi không? Hứa Phụng Lai. Chu Dương không tốn thời gian buôn chuyện, thẳng thừng lật tẩy chân tướng ông ta. Lúc này, Hứa Phụng Lai hoàn toàn chấn động. Chu Dương không chỉ phát hiện ông ta theo dõi, mà còn dễ dàng chỉ điểm gọi tên ông ta ra. Rốt cuộc cậu ta là ai, sao lại biết thân phận mình? Gia tộc ẩn giật Hứa gia phải đến mấy chục năm không xuất hiện, e là chẳng có nhiều người ở thành phố Đông Hải biết đến cái tên Hứa Phụng Lai. Hứa Phụng Lai nhìn Chu Dương chằm chằm, như muốn moi móc chút tin tức trong ánh mắt anh. Nhưng thất vọng thay, ánh mắt Chu Dương chẳng có gì cả, chỉ có nụ cười thản nhiên,
bộ dạng hờ hững không có thái độ thù địch. Tên nhóc này quả không tầm thường, sao cậu phát hiện ra tôi? Còn nữa, sao cậu biết tên tôi? Hứa Phụng Lai làm bộ thờ ơ hỏi han. Ông ta muốn xem thử, rốt cuộc con át chủ bài của Chu Dương là gì, hay nói cách khác, rốt cuộc thân phận anh như thế nào. Tôi không phát hiện, cũng chẳng biết tên ông, Chu Dương nhún vai, là người khác phát hiện ông, hơn nữa người đó cũng biết tên ông. Không chỉ biết tên, mà phỏng đoán còn là người quen của ông nữa, khóe miệng Chu Dương nhếch lên, nở nụ cười ý đăm chiêu. Cậu nói gì, lúc này Hứa Phụng Lai trợn tròn mắt cảnh giác. Trực giác nói cho ông ta rằng có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Không cần căng thẳng vậy, Hứa tiên sinh, gặp người quen không phải ông nên vui mừng sao? Chu Dương vừa nói vừa vỗ tay. Tiếng bước chân một lần nữa từ dưới tầng vọng lần, hơn nữa không chỉ có một người. Ba người nữa nhanh chóng xuất hiện. Nhìn thấy ba người này, đôi mắt hung hãn của Hứa Phụng Lai khẽ co giật một cái. Hứa Lực, A Ngai. Còn có một tông sư võ giả khác cũng là người Hứa gia. Hoặc nói là, bọn họ từng là người của Hứa gia. Lại là các người, giọng Hứa Phụng Lai run rẩy. Các người cũng cúi đầu phục tùng Chu Dương. Hứa Phụng Lai đột nhiên thấy nhiều khúc mắc trở nên sáng tỏ. Tại sao Chu Dương lại dám phát ngôn sằng bậy, sao Tô gia lại ngu ngốc hợp tác với anh, hai bên liên kết cùng tiêu diệt Hứa gia. Còn nữa, sao Nhậm Phong lại phản bội Hứa gia để dựa đầu vào Chu Dương? Trong một khắc này, ông ta đã hiểu hết mọi chuyện. Lúc đó, ông ta còn cho rằng Nhậm Phong và Tô gia điên rồi, một cá nhân nhỏ bé ăn nói linh tinh như Chu Dương, vậy mà bọn họ cũng tin tưởng. Hơn nữa dám hợp tác với anh tấn công Hứa gia. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hứa Lực, ông ta biết nguyên nhân là vì sau lưng đám người đó có chỗ dựa vững chắc. Nếu như vậy, nhánh chính Hứa gia cứ tiếp tục không biết gì, thì thật quá nguy hiểm. Lực lượng hùng hậu như này hoàn toàn đủ để uy hát yêu ta được Hứa gia bọn họ. Nhất định phải nghĩ ra cách thông báo cho nhánh chính Hứa gia, đó là ý định duy nhất của Hứa Phụng Lai, bằng mọi giá phải làm được. Nhưng Hứa Lực không cho ông ta cơ hội này, ha ha, Hứa Phụng Lai, lâu rồi không gặp. Hứa Lực cắn răng cắn lợi nói, mấy năm qua mọi người ở nhánh chính Hứa gia sống ổn chứ? Còn bọn tôi à, chỉ có thể sống như con chuột chui rúc vào góc dưới ánh mặt trời, thậm chí ngay cả họ tên của mình cũng không dám nói ra. Đã đến lúc các ông trả giá rồi. Hứa Lực vừa nói, vừa nhanh chóng cùng A Ngai ra tay. Hứa Lực, ông đừng manh động. Nói sao thì chúng ta đều xuất thân từ Hứa gia, coi như gốc gác giống nhau, lúc này ông không thể giúp Chu Dương ra tay với tôi đâu. Hứa Phụng lại vội xin tha thứ. Đồng thời ánh mắt ông ta đảo quanh đánh giá, hy vọng tìm được đường tắt chạy thoát thân. Nhưng thật thất vọng, vì Hứa Lực hoàn toàn không cho ông ta cơ hội, vung thẳng tay lên, còn A Ngai và một tông sư võ giả khác nhanh chóng chặn đường ông ta chạy. Đều là người Hứa gia, nhánh chính các ông tước đoạt dòng họ, đuổi chúng tôi ra khỏi Hứa gia. Hứa Lực tức giận hét lên, ông biết chúng ta cùng gốc rễ, thế sao lúc ông giết anh tôi ra tay lại tàn bạo không mảy may tình nghĩa như vậy. Lời vừa dứt, Hứa Lực không nói gì thêm, chỉ lao thẳng về phía Hứa Phụng Lai. A Ngai và tông sư võ giả còn lại ra tay theo, cả ba tông sư võ giả cùng đối đầu với Hứa Phụng Lai, dù là Hứa Phụng Lai cũng không chống đỡ nổi. Đừng giết tôi là vệ sĩ hạng hai của Hứa gia, Hứa Phụng Lai hét to một tiếng. Thả tôi đi, tôi sẽ tha thứ cho các người quay lại Hứa gia. Nếu giết tôi rồi, Hứa gia chắc chắn không bỏ qua cho các người. Hứa Phụng Lai không cam tâm hét toáng lên, chưa tới một phút mà chê y người ông ta đã dính mấy vết thương chí mạng. Mấy lời này, ông để đó mà nói với Diêm Vương. Hứa Lực lạnh lùng đáp trả, nhân cơ hội dùng tay chém một đường làm vỡ tim Hứa Phụng Lai. Hứa Phụng Lai lúc này trợn tròn mắt, cúi đầu nhìn vết thương, rồi lại ngẩng đầu, ánh mắt cây ết yêu ta sợ không tin nổi nhìn Hứa Lực. Khóe miệng ông ta co giật, như muốn nói gì, song lại không nói nổi, chậm rãi ngã xuống đất, máu tươi chảy ra thành dòng. Một đời tông sư võ giả kết thúc. Nhìn Hứa Phụng Lai nằm trên y đất, Chu Dương không nhịn được lắc đầu một cái. Dù mạnh thế nào, nhưng nếu tính sai một bước, cũng dẫn tới mối hận thù suốt kiếp. Phải cẩn thận thì mới dương thuyền đến vạn năm,
làm gì cũng phải suy xét kỹ lưỡng mới có thành quả lâu bền. Mọi người chỉ đứng cảm thán, không hề chú ý Hứa Phụng Lai đang nằm trên y sàn, dùng máu vẽ trên y đất một ký hiệu. Chương 872, Thẩm Bích Quân gặp nguy. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc bước ra khỏi chỗ Hứa Phụng Lai, đây là cảm nhận sâu sắc nhất của Chu Dương. Dù một tông sư võ giả mạnh như nào, thì nếu trúng chiêu, kết cục cũng khó tránh khỏi việc thành âm hồn vất vưởng. Bằng mọi giá phải giành được thắng lợi. Chu Dương không dám nghĩ nếu mình cũng trúng kế của đối phương, sẽ phải nhận kết cục gì. Lúc đó, mẹ anh phải làm sao? Còn Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Tô Hiểu Manh và Trần Hân, họ cũng sẽ vô cùng khổ sở. Nhất định không thể tính sai đường đi nước bước. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Dương nhanh chóng cùng với Hứa Lực và mười mấy tông sư võ giả ra ngoài. Phải trốn kỹ hơn nữa. Sau này khi tiếp xúc với những người này, càng cần phải dè dặt. Sau khi bố trí xong xuôi, Chu Dương gọi Ngưu Xuyên. Dưới sự hộ tống của Ngưu Xuyên, họ tới Vịnh Lục Cảnh một lần nữa. Lần này, anh về nhà mình, cũng chính là biệt thự bà Chu ở. Mẹ, con đang tính muốn đổi chỗ ở khác, mẹ thấy sao? Chu Dương ra vẻ hứng hờ nói. Anh không muốn để mẹ cảm nhận được mình đang làm vài chuyện nguy hiểm, thậm chí là đối đầu ra tay với Hứa gia. Anh muốn giấu mẹ đi, vì Hứa gia đã phát hiện ra chỗ này, nếu vẫn tiếp tục ở đây thì quá nguy hiểm. Trong ánh mắt bà Chu lóe lên một tia sáng. Bà như có điều gì suy nghĩ, nhìn con trai một cái. Ở đây vẫn tốt mà, sao phải đổi? Muốn đổi cũng được, nhưng cho mẹ biết lý do là gì. Chu Dương cười gượng một tiếng. Anh đã sớm nghĩ mẹ sẽ hỏi như vậy, nhưng về vấn đề này, anh không nghĩ ra được cách gì tốt hơn là viện cớ. Chúng ta chuyển sang căn nhà lớn hơn. Thực ra chỗ này môi trường cũng bình thường, con muốn đổi sang chỗ khác tốt hơn. Anh nhắm mắt nói bừa, thừa biết lý do này không đủ để thuyết phục bà Chu. Với bà Chu, có thể sống trong biệt thự như hiện tại đã hài lòng lắm rồi. Việc này không liên quan đến tiền bạc của Chu Dương. Dù Chu Dương nhiều tiền thế nào, mà nếu không có hoàn cảnh gì đặc biệt, bà Chu sẽ không cho phép Chu Dương lãng phí tiền bạc đổi một cái nhà khác cho bà. Nhưng thật bất ngờ, bà Chu lại nhanh chóng đồng ý. Được rồi, nếu con muốn đổi thì mình sẽ đổi, mẹ nghe con. Bà Chu mỉm cười, giờ mẹ già rồi, không yêu cầu nặng nề, con nói gì thì cứ làm thôi. Xong bà đổi đề tài khác. Nhưng Chu Dương à, mẹ không quan tâm con làm gì ngoài kia, nhưng mẹ chỉ có một người con trai là con. Nên nhất định phải chăm sóc bản thân tốt, bảo đảm sự an toàn, biết chưa? Bà Chu xúc động nói, trông có vẻ rất nghiêm túc. Chu Dương hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ. Anh biết, mẹ rất quan tâm anh. Có thể mẹ không biết rõ ràng anh làm việc gì, nhưng có một câu nói rất hay. Là mẹ sẽ mãi mãi là người hiểu con trai mình nhất. Bà đã sớm suy đoán được tình trạng của Chu Dương thông qua hành động của anh. Dù không có cách nào hỏi, nhưng bà vẫn thể hiện sự quan tâm. Mẹ yên tâm, con hiểu rõ rồi, Chu Dương nắm lấy tay mẹ, mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn thôi. Chu Dương lấy điện thoại gọi cho Thẩm Bích Quân. Vì nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn thấy sắp xếp cho mẹ đến chỗ Thẩm Bích Quân là khá phù hợp. Thứ nhất, Thẩm Bích Quân sẽ không đối xử tệ bạc với bà Chu, bỏ qua quan hệ thân tình giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Chu Dương là cổ đông công ty Danh Dương, nhậm chức chưa tới một năm đã giúp quy mô công ty lớn hơn gấp đôi. Chỉ cần tính đến công lao này, Thẩm Bích Quân nhất định sẽ ưu ái đối xử tốt với bà Chu. Thứ hai, anh thấy chỗ Thẩm Bích Quân là an toàn nhất. Vì chắc chắn không ai ngờ Chu Dương đưa mẹ đến đó ở. Trước tiên thân phận không hề phù hợp. Quan hệ giữa bọn họ, làm sao anh có thể đưa mẹ đến nhà cô chứ? Hơn nữa, Thẩm Bích Quân là cô gái yếu đuối, thế lực không có gì mạnh mẽ, thậm chí đến giờ chưa từng gặp tông sư võ giả. Trong thời gian đặc biệt này, Hứa gia nhất định sẽ cho rằng Chu Dương đưa mẹ đến nơi có tông sư võ giả trông coi, chắc chắn không nghĩ tới chỗ Thẩm Bích Quân. Mà điều Chu Dương muốn là sự bất ngờ này. Nhưng anh gọi mãi cũng không có cách nào liên lạc được với Thẩm Bích Quân. Không phải tắt máy, mà là người kia không bắt máy. Kỳ lạ, cô ấy làm gì mà không thể nghe máy chứ? Chu Dương suy nghĩ y gờ lung.
Bây giờ gọi không liên lạc được thật sự rất kỳ lạ. Chẳng lẽ đi làm ở công ty, để quên điện thoại ở nhà sao, Chu Dương thầm suy đoán. Bây giờ tiết xuân vừa hết, công ty bắt đầu khôi phục vận hành, dù là Chu Dương thì hai ngày về công ty cũng bận rộn xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường. Thẩm Bích Quân còn là chủ tịch, xác suất lớn là đang có mặt ở công ty. Nghĩ đến đây, anh nhanh chóng lái xe đến công ty. Người trong công ty qua lại tấp nập, khí thế ngất trời, vì Chu Dương yêu cầu xúc tiến đưa sản phẩm chủ đạo thứ ba ra thị trường nên phải xử lý rất nhiều nghiệp vụ. Anh không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Bích Quân đâu. Thẩm Tổng hôm nay không đi làm à, Chu Dương hỏi một nhân viên. Chào Chu Tổng, người nhân viên ưỡn ngực ngẩng đầu chào Chu Dương. Địa vị của Chu Dương trong công ty vẫn rất cao. Không cần xã giao, Thẩm Tổng không tới à, Chu Dương hỏi lại vấn đề. Chu Tổng, cái này là lỗi của anh rồi, anh không biết, thì sao chúng tôi biết Thẩm Tổng ở đâu được chứ? Người nhân viên nhìn Chu Dương, giọng điệu pha chút chế giễu. Ai chẳng biết trong công ty Chu Tổng và Thẩm Tổng quan hệ thân thiết, cùng một phe với nhau. Dù mọi người đều rõ Chu Dương đã có vợ, song đó là chuyện riêng, tất cả bọn họ đều thấy Chu Dương và Thẩm Bích Quân như một cặp. Bọn họ cũng thấy Thẩm Bích Quân xứng với Chu Dương hơn Tạ Linh Ngọc. Đương nhiên không ai biết, có phải mấy nhân viên này thiên vị vì Thẩm Bích Quân là chủ tịch của bọn họ không? Chu Dương không muốn quan tâm mấy thứ này, nên chỉ cười nhạt. Tâm trạng anh đang hơi phiền não. Vừa rồi trải qua chuyện với Hứa Phụng Lai khiến Chu Dương đang trong trạng thái thần hồn nát thần tính. Thẩm Tổng không tới sao, Chu Dương nhìn xung quanh phòng làm việc rồi la lớn, hôm nay có ai thấy Thẩm Tổng? Phòng làm việc chợt yên tĩnh lại, ai cũng há hốc mồm nhìn Chu Dương không hiểu chuyện gì. Cuối cùng có một nhân viên nhỏ nhẹ đứng lên, Thẩm Tổng tới công ty từ sáng sớm, nhưng rất nhanh sau đã bị Thường Tổng gọi ra ngoài. Chương 873, sự báo thù của Thường Hạo. Thường Tổng nào? Chu Dương hơi sững sờ, lập tức hỏi lại. Chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Thường Hạo, Thường Tổng à, nhân viên kia trả lời. Thường Hạo, Chu Dương nhớ ra, thì ra là Thường Hạo, người mà cách đây không lâu bị Thẩm Bích Quân đuổi việc. Tuy hắn bị đuổi, nhưng dù sao cũng từng là Phó Chủ tịch công ty Danh Dương, nên những người khác vẫn gọi hắn là Thường Tổng. Thẩm Bích Quân đi gặp hắn làm gì? Một sự cảm xấu xuất hiện trong lòng Chu Dương. Anh hoàn toàn có lý do để tin, Thường Hạo làm chuyện không tốt với Thẩm Bích Quân. Rất đơn giản, lúc đầu hắn ta vô cùng tự tin đối đầu với Chu Dương, muốn Thẩm Bích Quân ở giữa chọn theo phe nào. Lúc đó, cô hiển nhiên chọn Chu Dương. Dù điều này rất bình thường với người khác, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm, đến bản thân Chu Dương cũng chẳng để ý trong lòng. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây là đòn đánh mạnh vào thể diện của Thường Hạo, khiến hắn ta không còn chút mặt mũi nào. Mất mặt trước bao nhiêu người đã đành, hắn còn mất cả việc làm. Nên nếu nói trong lòng Thường Hạo không có oán hận, chắc chắn Chu Dương không tin. Thường Hạo căm thù Thẩm Bích Quân, sáng sớm nhân lúc công ty không có người, gọi cô ra ngoài, ai cũng không dám nghĩ hắn ta sẽ làm gì. Trong nháy mắt, hơi thở Chu Dương trở nên gấp gáp. Vì anh biết, Thường Hạo hay đến công ty vào 8 giờ sáng, mà công ty 8 rưỡi mới vào làm. Lúc đó, toàn bộ công ty trừ Thẩm Bích Quân ra, cũng có người nhân viên vừa đứng dậy nói cho Chu Dương biết. Nếu hôm nay nhân viên đó không tới sớm trước nửa tiếng, thì khéo không ai biết Thẩm Bích Quân rốt cuộc đã đi đâu. Được rồi, hôm nay cô đến làm sớm trước nửa tiếng, rất tốt, tan làm xong hãy đến văn phòng làm việc của tôi nhận 100.000 tệ tiền thưởng. Chu Dương nói xong, vội vã rời khỏi công ty. Trong công ty cũng nhanh chóng sôi nổi bàn tán. Ai cũng nhìn nhân viên kia với ánh mắt hâm mộ, vì chỉ cần tới sớm nửa tiếng là đã được 100.000 tệ tiền thưởng. Điều này khác gì chúng vé độc đắc cơ chứ? Nhưng bọn họ cũng biết, chuyện như này cũng hiếm hoi chẳng khác gì chúng vé số lắm, nên vô cùng ngưỡng mộ. Ngược lại, bọn họ càng tò mò hơn về chuyện hôm nay xảy ra. Tại sao Chu Dương vừa nghe đến chuyện Thẩm Bích Quân bị Thường Hạo gọi ra ngoài lại trở nên cuống quýt như vậy, thậm chí còn thưởng 100.000 cho nhân viên kia? Hay Thường Tổng đang theo đuổi Thẩm Tổng, nên Chu Tổng nghe vậy mới nôn nóng? Không chắc, Chu Tổng có vợ rồi, sao anh ấy có thể trắng trợn ngăn cản người khác theo đuổi Thẩm Tổng được? Ai bảo không chắc,
Tôi thấy Thẩm tổng với Thường tổng ở với nhau càng đẹp đôi. Các nhân viên rối rít suy đoán, còn Chu Dương lúc này đã rời khỏi công ty, đang điên cuồng lái xe, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Thế Hào. Trần tổng, giờ ông có thể xem được các camera trong toàn bộ thành phố Đông Hải có được không? Chu Dương sốt ruột hỏi. Anh biết mối quan hệ giữa Trần Thế Hào và chính phủ thành phố Đông Hải luôn tốt đẹp, nên lúc này nhờ Trần Thế Hào là chính xác. Quả nhiên, ông cũng nhanh chóng đồng ý, vì ông nghe được sự vội vã trong giọng nói của Chu Dương. Dù không biết Chu Dương gặp chuyện gì mà phải cuống cuồng như vậy, nhưng điều này không khiến ông e ngại ra tay giúp anh. Cậu tới câu lạc bộ Silver Lake đi, tôi sẽ nhanh chóng cho người kết nối về hệ thống ở câu lạc bộ với camera vệ tinh. Trần Thế Hào cúp điện thoại, phái người đi sắp xếp. Chu Dương chuyên tâm lái xe, vèo một cái đã tới câu lạc bộ Silver Lake. Chu Dương xuống xe thì đi thẳng vào trong. Bảo vệ cổng biết Chu Dương, nên Chu Dương không bị ngăn chặn gì, mà nhanh chóng đi từ tầng 1 lên tầng 2. Ai kia, dáng vẻ hốt hoảng dám xông vào tầng 2. Chẳng lẽ cậu ta không biết tầng 2 ở đây không phải chỗ cho người bình thường đi vào sao? Người ngồi ở đại sảnh tầng 1 nhao nhao bàn tán, tôi thấy cậu ta trông chẳng giàu có gì. Đúng thế, người có tiền và địa vị thật sự, chẳng ai nhìn giống cái khí chất của anh ta. Những ông lớn thật sự là người lúc nào cũng có thể trò chuyện vui vẻ. Tôi thấy người này giống một tên vô danh tiểu tốt không biết phép tắc, có khi chỉ là đồ bỏ đi. Cứ chờ xem kiểu gì cũng bị đuổi từ tầng 2 xuống. Mọi người đều nghĩ Chu Dương sẽ không lên được tầng 2, vì bộ dạng cuống cuồng của anh không giống phong thái một ông chủ lớn. Nhưng kết quả lại như cú tát giáng xuống mặt bọn họ. Chu Dương dễ dàng lên tầng 2 mà không gặp chút trở ngại nào. Ơ tên kia, hắn đi lên kìa. Câu lạc bộ Silver Laser không ai quản nữa à? Hay chúng ta cũng nên lên tầng 2 ngó nghía một chút? Mọi người sợ hãi nhìn bóng lưng Chu Dương, rối rít suy đoán rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Bọn họ ở Đông Hải cũng có chút danh tiếng nhà giàu, cả đời chưa có cơ hội lên tầng 2 Silver Lake tham quan, vậy mà một tên danh không hiểu sao lại dễ dàng lên được, khiến trong lòng bọn họ thấy thật thất bại. Mọi người mau nhìn xem, tên kia không chỉ lên tầng 2, mà còn lên tầng 3 rồi, một người nhanh mắt hét lên. Mọi người ngẩng đầu lên. Quả nhiên họ thấy Chu Dương không hề dừng lại, từ tầng 2 chạy thẳng lên tầng 3. Điên rồi, cả Đông Hải này đếm trên y đầu ngón tay được mấy người lên tầng 3. Tên kia rốt cuộc nghĩ cái gì vậy? Mọi người kinh hãi không nói ra lời, chỉ biết cho rằng Chu Dương chắc điên rồi. Chu Dương không chỉ thuận lợi lên tầng 3, mà còn vào trong phòng làm việc của Trần Thế Hào. Lần này, đám người vừa nãy chế nhạo Chu Dương bị điên đều ngẩn người ra. Họ nhìn nhau, thấy rõ sự lúng túng trong mắt đối phương. Có thể đi vào phòng làm việc của Trần Thế Hào mà không bị đuổi ra ngoài, rõ ràng Chu Dương không phải kẻ tầm thường. Không phải câu lạc bộ Silver Lake không quản lý chặt, mà đúng là Chu Dương có tư cách lên tầng 2, rồi tầng 3. Thật ra thì, dù thanh niên trẻ tuổi kia đi rất nhanh, nhưng tôi nhìn một cái vẫn thấy khí chất mạnh mẽ của cậu ấy, chắc chắn không phải người bình thường. Đúng thế. Tôi cũng thấy, từ trước tới giờ chưa thấy người trẻ này chạy nhanh như vậy mà nhìn vẫn rất phong độ. Đám người tầng dưới lại ríu rít nói chuyện. Nhưng Chu Dương không hề hay biết. Giờ anh chỉ quan tâm Thẩm Bích Quân đang ở đâu. Đi vào phòng làm việc của Trần Thế Hào, máy vi tính đã kết nối với hệ thống bản đồ từ vệ tinh, anh chỉnh đến địa điểm công ty Danh Dương, thì nhanh chóng thấy bóng Thường Hạo xuất hiện ở trên y màn hình giám sát. Chương 874, bất lực trước cơn tức giận. Nhìn từ màn hình giám sát, Thẩm Bích Quân có vẻ không hẳn là không tình nguyện, xem ra không phải bị Thường Hạo bắt đi. Suốt chuyến đi, Thẩm Bích Quân chỉ cau mày, hai tay khoanh lại nghi ngờ, nhưng vẫn chủ động theo sau Thường Hạo rồi lên xe. Chỗ này có vấn đề gì không? Trần Thế Hào cau mày nhìn Chu Dương hỏi. Không có vấn đề gì lớn, đi theo chiếc xe này xem cuối cùng nó dừng ở đâu. Chu Dương tập trung quan sát video, tại mỗi chỗ quẹo xe lại đổi góc nhìn một lần, theo dõi toàn bộ hành trình của Thường Hạo. Càng theo dõi anh càng thấy không đúng, vì Thường Hạo lái xe ra phía ngoại ô. Quả nhiên hắn ta chạy theo hướng ngoại ô, sau khi ra khỏi nội thành, xe của Thường Hạo đã hoàn toàn nằm ngoài tầm giám sát, ngay cả Trần Thế Hào lúc này cũng bất lực.
Cần tôi giúp nữa không? Trần Thế Hào hỏi nhỏ. Ông nhận ra Chu Dương giờ đang cuống cuồng lên. Nhưng ông không biết chuyện gì xảy ra, cũng thấy không tiện hỏi, có lẽ vì đây là chuyện Chu Dương không muốn trao đổi. Không cần, ông Trần, có tòa nhà đặc biệt nào ở ngoại ô phía đông không? Chu Dương suy nghĩ một chút, từ chối sự giúp đỡ của Trần Thế Hào, lúc này sức một người không giúp được, ta phải dùng sức nhiều người. Chỗ đó giờ hoang tàn, có một nhà máy bỏ hoang ở đó, trừ cái này ra thì không còn gì đặc biệt nữa. Trần Thế Hào trầm ngâm rồi trả lời. Chu Dương gật đầu, sắc mặt u ám, gọi điện cho Hổ ra. Dù có phải đào sâu ba thước, anh nhất định phải lôi bằng được Thường Hạo ra. Không cần tông sư võ giả, chỉ cần mấy tên côn đồ bình thường là được, nhưng nhất định phải đông, vì anh cần tiết kiệm thời gian và hiệu quả. Hổ ra nghe được tin thì lập tức điều 100 anh em đi giúp Chu Dương, đến khu ngoại ô phía đông tìm Thẩm Bích Quân. Không phải tông sư võ giả, nên việc tìm côn đồ thông thường với Hổ gia là chuyện đơn giản. Tôi chờ tin tốt từ ông. Chu Dương trả lời rồi cúp máy, tự mình lái xe đến ngoại ô. Lúc này, đúng là Thường Hạo và Thẩm Bích Quân đang ở trong công xưởng bỏ hoang ở khu ngoại ô. Khu nhà máy này rất rộng, ước chừng đến mấy chục ngàn mét vuông, mà chỗ bọn họ đứng chỉ là một căn phòng bé trong đó. Thường Hạo biết sớm muộn sẽ bị lộ tung tích. Nhưng chỉ cần ở trong này, hắn tin mình sẽ an toàn. Bởi vì khu nhà máy lớn như vậy, giống hệt mê cúng, dù có ai phát hiện hắn ở đây, có đến 10 người thì trong một ngày không thể tìm được căn phòng hắn đang đứng. Nên giờ hắn cả gan yên tâm, đồng thời vô cùng tức giận. Vì tới giờ, Thẩm Bích Quân vẫn không nói gì. Tên Chu Dương đó có gì tốt, hắn chỉ là một thằng phế vật tốt nghiệp trường đại học hạng 3, thậm chí còn là thằng ở rể. Tại sao cô lại mở lòng với hắn, chứ không phải tôi? Thường Hạo tuyệt vọng gào thét. Hắn đã hỏi vấn đề này suốt 10 phút rồi, nhưng Bích Quân chỉ nhìn hắn với ánh mắt thương hại chứ không trả lời hắn. Sao không trả lời tôi? Thường Hạo nhìn Thẩm Bích Quân chằm chằm, rồi chạy lại túm lấy cổ áo cô, trước đây cô có thích tôi không? Một tay cô tiến cử tôi, đưa tôi lên thành vị trí phó chủ tịch, nếu không thích tôi thì sao cô đối xử với tôi tốt như vậy? Tôi không thích anh, chỉ là thấy anh có tiềm lực cống hiến cho công ty, nên mới đưa anh lên làm phó chủ tịch. Cuối cùng Thẩm Bích Quân cũng trả lời, nhưng trong giọng nói có chút thất vọng, đáng tiếc, anh lại khiến tôi thất vọng. Anh không chỉ không hoàn thành tốt trách nhiệm phó chủ tịch, thậm chí còn bắt cóc tôi, Thường Hạo, con đường anh đi ngày càng rẽ sai hướng rồi. Thẩm Bích Quân lắc đầu nói, cô không ngờ Thường Hạo sẽ bắt cóc cô đi. Dù sao hắn cũng từng tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng với trình độ học vấn cao. Lúc hắn tới công ty tìm cô, bảo là muốn đưa cô đi gặp một người quan trọng để bàn về sản phẩm chủ lực thứ ba của công ty Danh Dương. Thẩm Bích Quân nhớ không rõ lắm, nhưng Thường Hạo nói nếu cô từ chối, thì người đó sẽ gây phiền toái cho Chu Dương, tự lấy hết sản phẩm chủ lực lần này của công ty đi. Bị ép buộc, không còn cách nào khác, cô đành phải lên xe. Có thể chê y xe Thường Hạo đánh thuốc mê cô, nên không lâu sau khi lên xe cô bị mất đi ý thức, lúc tỉnh đã thấy đang ở đây rồi. Thường Hạo, rốt cuộc anh muốn gì? Dù không còn ở công ty Danh Dương, nhưng anh vẫn là người tài năng, tiền đồ rộng mở. Chỉ cần anh thả tôi đi, tôi đảm bảo sẽ không truy cứu anh, không để anh vào tù. Thẩm Bích Quân nói tiếp. Ha ha, đúng là cô quan tâm tôi, Thường Hạo cười khẩy. Quan tâm như vậy, sao cô chọn Chu Dương? Giờ tôi đây liên quan gì đến cô, muốn cho tôi ngồi tù à? Được, hôm nay xem ra cô không muốn trả lời câu hỏi của tôi đúng không? Trong lòng cô, tôi hoàn toàn không quan trọng bằng Chu Dương. Được lắm, cứ để tôi ngồi tù đi, nhưng không chỉ vì tội danh bắt cóc, mà là tội danh cưỡng hát yêu ta nữa. Nói xong, ánh mắt tham lam của Thường Hạo quét qua người Thẩm Bích Quân từ chê y xuống dưới. Hôm nay hắn bắt cóc cô, vốn cũng không định làm gì cô cả. Nhưng khi hắn nghe tin Chu Dương muốn xúc tiến sản phẩm chủ lực thứ ba, nên trong lòng có chút không cam chịu. Ma xui quỷ khiến làm hắn bắt cóc Thẩm Bích Quân đến đây, mục đích chủ yếu là muốn cô thừa nhận việc đuổi hắn đi chỉ là bất đắc dĩ. Vì địa vị Chu Dương trong công ty quan trọng, giúp công ty kiếm được quá nhiều tiền, chứ không phải vì trong lòng cô, anh là người quan trọng hơn hắn. Từ trước tới nay, Thường Hạo luôn thấy Thẩm Bích Quân có ý gì với mình.
nên dù bị đuổi, ý nghĩ đó của hắn cũng không đổi. Nhưng sau khi bắt cóc Thẩm Bích Quân đến đây, hắn mới hoàn toàn nhận ra, cô chẳng có một chút tình ý nào với hắn. Đưa hắn lên hoàn toàn vì lợi ích công ty. Đuổi hắn đi hoàn toàn vì Chu Dương. Dù Chu Dương chỉ là một tên nhân viên nhãi nhép, nhưng người Thẩm Bích Quân thích là anh. Điều này khiến hắn suy sụp, không tài nào chấp nhận nổi. Nhưng hắn không thể thay đổi được gì, bất lực trước cơn giận dữ của bản thân đến mức bí quá hóa liều. Dù sao hắn chẳng còn gì, nên không cần bận tâm nữa. Ngồi tù thì sao, chỉ cần trước khi ngồi tù được, hưởng thụ, Thẩm Bích Quân, vậy cũng đáng. Hoặc là, cưỡng hát yêu ta cô xong, khéo Thẩm Bích Quân thấy kỹ năng hắn điêu luyện lại đem lòng yêu hắn. Trong lòng Thường Hạo thầm toan tính. Chương 875, cơn tức giận của Chu Dương. Thường Hạo rơi vào tuyệt vọng nên không nghĩ nhiều nữa. Hắn không quan tâm Thẩm Bích Quân có tha thứ cho hắn không, điều hắn quan tâm là trong lòng cô không hề có hắn. Đã thế, tôi sẽ chiếm cô thành của riêng. Ánh mắt hắn ngày càng nóng rực như lửa đốt, cuối cùng không kiềm chế nổi sự cay yêu ta siết thích, hắn nhào về phía trước. Thường Hạo, bình tĩnh lại đi. Trong lòng Thẩm Bích Quân kinh hãi, cô hét to một tiếng, giãy giụa nhìn hướng khác muốn bỏ chạy. Nhưng cô chỉ là người phụ nữ yếu đuối, làm sao đối đầu được với Thường Hạo. Nếu làm chuyện này, anh không sống nổi đâu. Bây giờ thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Bích Quân cố giữ bình tĩnh, dùng đạo lý để thức tỉnh Thường Hạo. À, con đàn bà hèn mọn trong lòng chỉ có Chu Dương này, đừng nói những lời vô dụng nữa. Hôm nay trời xanh cũng không cứu được cô đâu. Thường Hạo giận sôi máu nghe không vào tai một chút đạo lý nào. Hắn nở nụ cười nham hiểm, tiến gần trước mặt Thẩm Bích Quân, đừng từ chối nhanh thế, sao cô biết tôi không làm cô thoải mái. Chuyện này kết thúc, không chừng cô lại yêu tôi. Hắn dồn Thẩm Bích Quân vào tường, mạnh mẽ dí đầu lên trán cô. Thời khắc then chốt đến, dưới tình huống cấp bách như này, Thẩm Bích Quân dùng hết sức lên gối. Cô dùng lực rất mạnh, vừa vặn đá vào thẳng giữa hai chân Thường Hạo. Đau đớn. Thường Hạo giống lên thảm thiết như heo bị làm thịt, thống khổ cúi gục người xuống. Mồ hôi hột chảy từng giọt từ trán xuống, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Bích Quân, ông đây sẽ giết mày. Thẩm Bích Quân luống cuống, cô không ngờ động tác của cô khiến hắn ta đau đớn như vậy. Chỉ là cô phòng thủ theo bản năng thôi. Anh không sao chứ? Dù sao cô cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, thậm chí còn hiền lành, nhìn bộ dạng thảm thương của Thường Hạo thì không đành lòng hỏi thăm. Ông đây sẽ giết chết mày. Thường Hạo có thể không nghĩ nhiều, vì hắn là người ra tay trước với Thẩm Bích Quân. Nhưng giờ cô biến hắn thành bộ dạng này, khiến hắn điên tiết như cũ. Lửa giận trong lòng sắp thiêu cháy hắn rồi, hắn giơ tay tát Thẩm Bích Quân một cái. Được lắm, mày dám làm chuyện tuyệt tình vậy với tao. Tao sẽ không tha cho mày. Hắn thu tay về, rồi dùng chân phải đạp mạnh vào bụng Thẩm Bích Quân. Lực đạp rất lớn, khiến cô đau đớn ngã xuống đất, quằn quại không đứng lên nổi. Hừ, để tao xem mày định phản kháng tao như nào. Ánh mắt Thường Hạo lóe lên tia dữ tợn, trận đau kia dù tới nhanh nhưng cũng đi rất nhanh, cơn đau mạnh nhất trôi qua rồi, nên giờ hắn có thể hoạt động bình thường. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Bích Quân. Thô bạo xé quần áo cô ra. Con đàn bà hèn hạ, hôm nay tao sẽ mày biết sự lợi hại của tao. Nhìn nước da trắng nõn của Thẩm Bích Quân, Thường Hạo trở nên hưng phấn. Hắn thậm chí còn cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá. Dù sự việc hôm nay có khiến hắn đi tù sau này, thì đây cũng là sự đánh đổi xứng đáng. Song hắn phải nhanh chóng ra tay. Đây là Thẩm Bích Quân, là nữ thần trong lòng bao người. Hơn nữa hắn nghe nói, Thẩm Bích Quân vẫn còn trong trắng. Mọi thứ đều xứng đáng. Hắn nóng lòng muốn vào việc, khóe mắt Thẩm Bích Quân chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt, chật vật lắc đầu, không, không được, tôi sai rồi Thường Hạo. Anh muốn làm gì cũng được, tôi sẽ đáp ứng hết. Nhưng tuyệt đối xin đừng làm chuyện này. Cầu xin không thành, Thẩm Bích Quân quay sang mắng chửi, Thường Hạo, anh là đồ súc sinh. Dù đã đuổi anh, nhưng tôi không sai với anh chỗ nào cả. Công ty đãi ngộ anh như nào, mà giờ anh làm loại chuyện này với tôi sao? Anh còn không bằng loại súc sinh,
đồ vô nhân tính, thả tôi ra. Ha ha, mày thích nói gì thì nói. Thường Hạo cười khẩy, hắn móc điện thoại di động trong túi ra, đúng rồi, mày muốn cho tao vào tù phải không? Ha ha, lúc làm chuyện đó với mày, tao sẽ quay lại video. Nếu mày tống tao vào tù, thì tao sẽ phát tán video này. Muốn triệt hạ tao, đừng nghĩ mày sẽ khá khẩm hơn. Thường Hạo đắc ý cười lớn, mở chế độ thu hình chê y điện thoại. Hôm nay không ai cứu được mày đâu. Đặt điện thoại lên vị trí thuận lợi, hắn bắt đầu ra tay. Ai bảo hôm nay không ai cứu được cô ấy, lúc này, một tiếng nói vang lên từ ngoài cửa. Chu Dương đã đến. Thật ra anh đến khu nhà máy bỏ hoang lâu rồi, nhưng khu này rộng quá, tìm ra căn phòng này thật sự rất khó khăn. Cũng may nhờ Hổ gia phái trăm người tới đây, nên mọi người chia nhau ra tìm, áp lực cũng được giảm bớt đi. May thay, Chu Dương phụ trách khu vực này. Lúc Thẩm Bích Quân phản kháng lại Thường Hạo khi nãy, anh loáng thoáng nghe được động tĩnh. Nhưng động tĩnh này lúc nghe được lúc không, mà đường đi cũng không thẳng tắp là tới, anh phải lòng vòng thật lâu mới đến nơi. May quá, tới nơi rồi. Chu Dương nhanh chóng nhìn căn phòng một lượt, quần áo Thẩm Bích Quân dù bị xé rách khiến da thịt lộ ra nhiều, nhưng may là vẫn còn mặc chê y người, nên anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, anh lập tức tức giận. Vì anh thấy một dấu bàn tay chê y khuôn mặt cô. Hơn nữa, chê y người cô cũng loang lổ vết thương tím, đỏ. Thậm chí cô còn đang đau đớn ôm chặt bụng, ánh mắt yếu ớt nhìn Chu Dương, thều thào, anh đến rồi. Từ ánh mắt của Thẩm Bích Quân, Chu Dương cảm nhận được sự an ủi. Nhưng cũng sự an ủi này, như lưỡi dao đâm sâu vào Chu Dương. Người phụ nữ này, tin tưởng anh biết bao nhiêu. Cô ấy vẫn một mực đợi anh tới sao? Thường Hạo, mày làm cái gì vậy? Thẩm Tổng đối xử tốt với mày như vậy, một tay cô ấy đưa mày lên vị trí phó chủ tịch, mà giờ mày làm loại chuyện này với cô ấy sao? Mày có còn là người nữa không? Chu Dương nghiêm túc hỏi, bây giờ anh cực kỳ giận dữ. Ha ha, đồ ngu nhà mày lại tìm ra được chỗ này cơ à? Nhìn thấy Chu Dương, ánh mắt Thường Hạo lóe lên tia kinh hãi. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng. Là sự bất ngờ ngoài ý muốn, hắn không ngờ Chu Dương tìm ra được chỗ hắn ẩn núp. Song hắn không quá lo lắng, mà có tới được thì làm sao, người đàn bà Thẩm Bích Quân này hôm nay là của tao. Thậm chí mày nói tao nợ cô ta ân huệ, đúng là thứ nực cười, một tay cô ta cho tao lên phó chủ tịch, nhưng cũng một tay cô ta khai trừ tao. Tất cả mọi chuyện là do mày, Thường Hạo giận dữ hét lên, mày tới đúng lúc lắm, tao đang cần tìm mày. Hôm nay, không chỉ tóm được Thẩm Bích Quân, mày cũng không thoát được khỏi tao đâu. Chương 876, phẫn nộ. Đôi mắt Thường Hạo đỏ ngầu, lúc thấy Chu Dương thì như thấy kẻ thù suốt kiếp của mình, càng thêm tức giận. Tao chạy không thoát sao, Chu Dương cười khẩy, hay quá, tao cũng không muốn tha cho mày. Nhìn bộ dạng đáng thương của Thẩm Bích Quân sau khi bị Thường Hạo đánh, Chu Dương hạ quyết tâm không bỏ qua cho Thường Hạo. Bây giờ nghe hắn ta lảm nhảm mấy lời này, anh quyết định không nhiều lời nữa. Thẳng tay xử lý. Không định tha cho tao. Tên danh, mày tưởng Thẩm Bích Quân coi trọng mày tức là mày mạnh hơn tao à? Nếu không có Thẩm Bích Quân, mày chỉ là thằng ở rể vô dụng mà thôi. Nghiệp vụ năng lực không có, trình độ học vấn cũng không cao bằng tao, gia thế của mày cũng không tốt bằng tao. Mày cũng không đáng làm đối thủ đánh nhau của tao đâu. Ông đây nằm trong câu lạc bộ thái cực quyền ở trường đại học. Loại cặn bã như mày, sẽ bị tao dí dưới gót chân. Thường Hạo giơ nanh múa vuốt lao tới, trong lòng hận Chu Dương đến tức chết, không chỉ vì Thẩm Bích Quân thích anh, mà còn vì trong mắt hắn, anh chỉ là thằng phế vật. Nếu Chu Dương thật sự là con nhà siêu giàu, có gia cảnh khiến người ta ngưỡng mộ, thì hắn cũng đành chịu. Nhưng anh chỉ là thằng xúc sinh. Thẩm Bích Quân coi thường hắn. Nhưng lại thích thằng vô dụng này, khiến Thường Hạo không tài nào chấp nhận nổi, oán hận với Chu Dương chỉ càng thêm sâu sắc. Lúc này, hắn gào thét mọi suy nghĩ trong lòng ra ngoài. Hơn nữa, hắn cũng đang thấy vô cùng thỏa mãn. Thẩm Bích Quân thích Chu Dương thì sao, loại xúc sinh Chu Dương kiểu gì chẳng bị hắn đạp dưới chân. Hắn hưng phấn giơ cao quả đấm, dùng sức mạnh nhất của mình lao về phía Chu Dương. Sắc mặt hắn vì quá hưng phấn mà biến dạng. Nhưng cũng chính vì quá ca iota siết động,
nên hắn thấy quả đấm này sẽ là quả đấm mạnh mẽ nhất cuộc đời hắn. Hắn dám tự tin, dính quyền này Chu Dương sẽ ngã lăn xuống đất, tàn phế đến mức không thể tự vệ sinh cá nhân nữa. Chết đi, loại xúc sinh như mày phải hiểu là sẽ vĩnh viễn không vượt qua tao được, dù ở bất kỳ phương diện nào. Tiếng gầm rú tức giận của hắn vừa vang lên xong đã im bặt lại. Vì hắn hoảng sợ nhận ra, lúc quả đấm của mình chuẩn bị chạm vào đầu Chu Dương thì bị một sức lực rất mạnh khác ngăn lại. Đó là một sức mạnh như nào? Tựa như dãy núi lớn ngăn cách trước mặt hắn. Đối diện sức mạnh này, Thường Hạo biết chắc hắn không thể chiến thắng. Hắn bình tĩnh lại mới phát hiện, Chu Dương tự mình ngăn lại cú đấm của hắn. Sắc mặt Chu Dương bình thản, nắm chắc cú đấm, thản nhiên nói, tao không quan tâm mày nghĩ gì về tao. Nói tao yếu ớt, không có năng lực bằng mày, bối cảnh gia đình cũng như trình độ học vấn không bằng mày, đều không có vấn đề gì. Nhưng những thứ đó không thể thành lý do để mày làm hại Thẩm Bích Quân. Nếu làm cô ấy bị thương, mày nhất định sẽ phải trả giá đắt. Nói xong, Chu Dương hung hăng đánh một đấm vào giữa mặt Thường Hạo. Học hỏi Ngưu Xuyên thời gian dài như vậy, nên thực lực của anh đã sớm vượt qua người bình thường. Dù không cần dùng hết sức, nhưng một quyền này đã khiến quầng mắt Thường Hạo bầm tím lại. Thường Hạo loạng choạng lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn Chu Dương. Sao mày có thực lực như vậy? Chu Dương không để ý tới hắn, một cước đạp hắn ngã gục xuống đất, tài nghệ võ thuật của tao có vẻ cao hơn mày một chút. Nhưng tao nói rồi, những thứ này không quan trọng, không thể thành lý do mày hãm hại Thẩm Bích Quân. Anh càng nói càng tức, lại đá cho Thường Hạo vài cái, đồ cặn bã. Mày mới là đồ cặn bã, loại phế vật nhà mày, mày đánh nhau được thế này thì có thể làm gì? Trừ khoản đánh nhau. Còn lại vẫn thế, vậy thì dựa vào đâu mày đòi hơn tao, dựa vào đâu Thẩm Bích Quân thích mày. Mày có đánh chết thì tao cũng không phục. Trình độ học vấn của tao cao hơn hẳn mày, gia thế nhà tao to hơn nhà mày. Thường Hạo không cam lòng tức giận gào thét, dù bại dưới tay Chu Dương nhưng hắn phải đay nghiến anh, để anh biết bản thân anh chỉ là tên phế vật. Có điều, hắn vừa dứt lời, Trần Thế Hào lập tức đi vào. Thiếu gia, cuối cùng cũng thấy cậu. Cậu không sao chứ? Trần Thế Hào cung kính nói với Chu Dương, dù cậu nói không cần tôi giúp, nhưng tôi không yên tâm, vẫn phải chạy tới đây xem xét một chút. Nhìn thấy sự quan tâm của Trần Thế Hào, Thường Hạo đang nằm dưới đất hoàn toàn ngây người. Hắn vừa nói ra thế Chu Dương không to bằng hắn. Nhưng vừa chớp mắt đã thấy Trần Thế Hào chạy tới, gọi Chu Dương một tiếng thiếu gia. Trần Thế Hào là ai? Thường Hạo đương nhiên biết rõ. Dư địa vị phó chủ tịch ở công ty Danh Dương, cũng dựa vào bối cảnh gia đình hắn, nên hắn miễn cưỡng được vào tầng một câu lạc bộ Silver Lake. Đây là chuyện hắn rất tự hào, nhưng giờ người đứng đầu câu lạc bộ gọi Chu Dương là thiếu gia. Chu Dương rốt cuộc là ai? Lúc này, Thường Hạo như thể bị sét đánh, cảm giác bối cảnh gia đình Chu Dương có thể đè hắn nát bẹp đến vạn lần. Kể cả thế, mày cũng chỉ là thằng phế vật ỷ lại vào người khác. Trình độ học vấn và năng lực của mày không bằng tao, Thường Hạo thất thần, tự lẩm bẩm. Hắn phải tự an ủi tâm lý của mình, nếu không hắn điên mất. Tên Chu Dương này không đúng tí nào, sao tự nhiên đã nhảy lên đầu hắn như vậy? Trình độ học vấn, thằng danh này nói hưu nói vượn gì vậy? Trần Thế Hào hiếu kỳ liếc Thường Hạo đang nằm chê y mặt đấy, trình độ học vấn của cậu như nào, mà đòi so với sinh viên của giáo sư Thiệu. Giáo sư Thiệu. Giáo sư Thiệu nào, nghe thấy lời Trần Thế Hào, Thường Hạo ré lên như mèo bị giẫm đuôi, tôi là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới. Dù sao cũng không so sánh được với sinh viên ưu tú của giáo sư Thiệu Trạch Giai đâu, Trần Thế Hào khinh thường nói. Giáo sư Thiệu Trạch Giai, Thường Hạo sững sờ, giáo sư Thiệu nổi tiếng chỉ nhận mười mấy sinh viên, cả thế giới được bao người bái thầy Thiệu làm thầy đâu. Thường Hạo đến giờ vẫn không hiểu sao Trần Thế Hào lại nhắc đến giáo sư Thiệu. Đó là một trong những giáo sư đứng đầu phạm vi toàn cầu, thậm chí mức độ chuyên nghiệp còn sánh ngang với những người đoạt giải Nobel. Học sinh của ông ấy, dĩ nhiên có thể coi là cấp bậc tiến sĩ. Điều này là đương nhiên rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến Chu Dương? Xin lỗi, tao là một trong những người đó, Chu Dương nhún vai, móc trong túi áo chiếc thẻ học sinh của anh. Lần trước giáo sư Thiệu Trạch Giai đưa cho anh cái này, để tránh anh vào trường học gặp phải phiền toái gì.
Nhưng tao nói rồi, dù mày nhìn nhận tao thế nào, hay điểm nào tao không bằng mày, điểm nào tốt hơn mày, thì những thứ này không thể thành lý do để mày làm tổn thương Thẩm Bích Quân. Chương 877, Thường Hạo điên rồi. Chu Dương thực sự chẳng thèm thể hiện trước mặt Thường Hạo, anh không có ý che giấu cũng không cố ý khoe khoang, bây giờ anh chỉ đơn thuần muốn đánh Thường Hạo một trận. Ai bảo hắn dám làm tổn thương Thẩm Bích Quân? Chỉ là thái độ thờ ơ của anh trong mắt của Thường Hạo lại trở thành sự khoe mẽ khoa trương nhất. Mày dựa vào cái gì mà có thể trở thành học trò của giáo sư Thiệu Trạch Giai? Mày chẳng qua chỉ là đồ vô dụng, tại sao tất cả những thứ mày có đều hơn tao chứ? Thường Hạo cảm thấy bản thân sắp phát điên, rõ ràng cách đây không lâu, trong mắt hắn, Chu Dương vẫn là một tên phế vật vô dụng, sao trong chớp mắt, bất kể là phương diện nào Chu Dương cũng đều vượt qua hắn. Lúc này, hắn đột nhiên mơ hồ ý thức được tại sao Thẩm Bích Quân lại thích Chu Dương. Chỉ là hắn có làm thế nào cũng không hiểu được, rốt cuộc từ khi nào Chu Dương trở nên ưu tú như vậy. Không, không, không thể nào, đây chắc chắn đều là mày lừa tao, hắn điên cuồng gào thét, dùng lời nói lừa gạt chính bản thân mình. Tùy mày nghĩ thế nào, chuyện quan trọng nhất bây giờ là mày nhất định phải trả giá. Thường Hạo vô cùng thắc mắc tại sao đột nhiên thân phận của Chu Dương lại ưu tú như thế. Nhưng Chu Dương chỉ muốn đánh hắn. Sau khi bị đánh một trận, đôi mắt của Thường Hạo trở nên trống rỗng, Chu Dương cũng đã mệt, anh đau lòng đỡ Thẩm Bích Quân đứng dậy. Tất cả đều đã qua, không sao nữa đâu. Chu Dương nói với Thẩm Bích Quân. Tôi biết, khi anh tới tôi đã biết sẽ không có chuyện gì nữa. Thẩm Bích Quân khẽ mỉm cười, vùi đầu vào trong vòng tay của Chu Dương. Nếu là trước kia, Thẩm Bích Quân cũng không dám nghĩ đến hành động thân mật này, dù sao Chu Dương cũng là người đã có vợ. Nhưng bây giờ cô không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Bị Thường Hạo ép vào tình cảnh tuyệt vọng, khoảnh khắc nhìn thấy Chu Dương quay lại, tình cảm trong lòng cô giống như giọt nước tràn ly không ngăn lại được. Người đàn ông này vẫn đáng tin như vậy. Trong lòng Thẩm Bích Quân hiểu rõ, cả đời này e rằng cô không thể quên được Chu Dương. Lúc này biểu cảm của Chu Dương khá phức tạp. Sao anh không cảm nhận được tình cảm của Thẩm Bích Quân chứ? Chỉ là bây giờ anh hoàn toàn không có cách nào từ chối. Dẫu sao Thẩm Bích Quân bị thương nặng như vậy, cô muốn nghỉ ngơi trong vòng tay của anh có thể từ chối sao? Thẩm Bích Quân cũng vì đỡ nhát dao đó cho anh. Thiếu gia, tên danh này xử lý như thế nào? Trần Thế Hảo đi ra, duỗi chân đá vào Thường Hạo một cú. Đưa đi. Sau khi nhìn thấy Thường Hạo, trên y mặt của Chu Dương lại lóe lên sự hung ác. Trần Thế Hào gật đầu, vác Thường Hạo lên trên y lưng. Bọn họ rời khỏi căn phòng nhỏ đó, rồi bước ra khỏi khu nhà xưởng rộng lớn. Chu Dương gọi điện thoại, bảo hơn trăm người dừng tìm kiếm, cùng nhau rời đi. Lúc này Thường Hạo ở trên y vai của Trần Thế Hào đột nhiên nhảy dựng lên, Chu Dương, mày nhất định là lừa tao. Mày không chỉ lừa tao, hơn nữa còn lừa cả Thẩm Bích Quân. Nếu như mày thực sự ưu tú, có lai lịch sâu xa như vậy, thì sao mày lại là đứa đi ở rể? Mày và Thẩm Bích Quân là không thể, dù sao mày cũng là một thằng ở rể ăn bám thôi. Sau khi nói xong, hắn lại điên cuồng cười lớn, cảm thấy sự phân tích của mình vô cùng có lý. Mặc dù bị đánh một trận thê thảm, nhưng hễ nghĩ tới Chu Dương thực sự không hề ưu tú như vậy, trong lòng hắn liền vô cùng khoan o á yêu ta. Chu Dương nhíu mày, dùng ánh mắt giống như nhìn một tên ngốc đánh giá hắn, anh cũng không thèm trả lời. Không cần thiết phải so đo với tên thiểu năng này. Lúc này hơn 100 người trong khu nhà xưởng lần lượt đi ra ngoài, nhanh chóng tập trung trước mặt Chu Dương. Chu tiên sinh, Bao Ca đứng đầu cúi người chào Chu Dương. Cảnh này khiến cho Thường Hạo hoàn toàn sững sờ. Ừ, sự việc đã giải quyết xong. Vất vả cho các anh em rồi, bảo các anh em về đi. Chu Dương bình tĩnh nói. Vâng, Bao Ca đáp lại một tiếng, vẫy tay về phía sau, Chu tiên sinh nói sự việc đã giải quyết, mọi người giải tán quay về đi. Vâng, Chu tiên sinh. Hơn 100 người đồng loạt trả lời. Đây không phải sự thật, tuyệt đối không phải sự thật, Thường Hạo giống như bị điên tự lẩm bẩm một mình. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Chu Dương đang lừa hắn. Nhưng hơn 100 người này lại cung kính với Chu Dương như vậy, lẽ nào cũng đang lừa hắn sao? Nếu như người cả thành phố Đông Hải đều có thái độ này với Chu Dương,
chẳng lẽ Chu Dương có thể liên kết với cả thành phố Đông Hải này lừa dối hắn à? Nghĩ đến đây Thường Hạo cười ngơ dại. Hắn điên rồi. Thường Hạo là một người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng thế giới, trong nháy mắt đã trở thành một kẻ điên. Bởi vì hắn không thể phá bỏ được những ràng buộc trong lòng, hắn nghĩ mọi cách, tìm mọi lý do để thuyết phục rằng Chu Dương không ưu tú bằng hắn. Nhưng Chu Dương cứ hết lần này đến lần khác giáng mạnh đòn xuống mặt hắn, khiến hắn không thể nào chấp nhận được, cuối cùng bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ ấy rồi trở thành một kẻ điên. Thật vô dụng. Chu Dương cũng không ngờ tâm lý của Thường Hạo lại yếu đuối như vậy, không phải là tốt nghiệp đại học danh tiếng sao? Không phải là tinh anh của xã hội sao? Sao lại có thể vì bản thân thua kém mà ép mình đến phát điên? Đây là tinh anh hay là phế vật? Cái này phải làm sao đây? Hay là vứt ở đây giết chết cho xong, Trần Thế Hảo cũng bất lực nói. Nếu vứt một tên điên như vậy ra ngoài, bọn họ sẽ bị kiện, dù sao cũng không ai biết rốt cuộc sao Thường Hạo lại bị điên. Cho dù muốn chứng cứ cũng cần một khoảng thời gian, mà khoảng thời gian này sức ảnh hưởng đối với mấy người Chu Dương hoàn toàn không thể ước lượng được. Chu Dương suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói thôi, giao lại cho cảnh sát đi, chúng ta cứ nói thật là được. Anh tin chê y thế giới này chính nghĩa vẫn còn tồn tại. Chỉ cần anh nói sự thật, không hổ thẹn với lòng mình, giao hết lại những chuyện này cho người chấp hành chính nghĩa để họ giải quyết. Trần Thế Hào gật đầu, nếu đã là ý của Chu Dương thì ông ấy cũng không có ý kiến gì. Bọn họ cứ thế rời đi, Trần Thế Hào đưa Thường Hạo đến đồn cảnh sát chấp hành pháp luật, còn Chu Dương đưa Thẩm Bích Quân quay về biệt thự của cô ấy. Thẩm Bích Quân đã rời khỏi nhà từ lâu. Cô ấy đã mua một căn biệt thự ở ngoài và coi đó là nhà của mình, đây cũng là lần đầu tiên Chu Dương đến nhà của Thẩm Bích Quân. Căn nhà này của cô thật vắng vẻ. Sau khi nhìn xung quanh cả khu biệt thự, Chu Dương nói đùa, thật không hổ là nữ chủ tịch lạnh lùng. Vốn còn muốn để mẹ của tôi ở chỗ cô một thời gian, nhưng bây giờ xem ra tôi thật không yên tâm giao mẹ tôi cho cô. Anh muốn để mẹ anh tới ở chỗ tôi sao? Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, đôi mắt Thẩm Bích Quân lộ rõ sự mong đợi, thật sao? Anh đừng lo lắng vậy, nếu thật sự để mẹ anh tới chỗ tôi nhất định sẽ chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Chương 878, chính nhân quân tử. Có thể thấy Thẩm Bích Quân thật sự tha thiết mong bà Chu đến nhà mình ở. Còn về lý do trong đó, không biết được rốt cuộc là do căn nhà quá vắng vẻ, muốn tìm một người tới bầu bạn hay là vì Chu Dương, cảm thấy sau khi bà Chu tới, quan hệ của cô và Chu Dương sẽ thân thiết hơn nhiều. Chu Dương không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, dẫu sao từ đầu anh cũng định đưa bà Chu tới đây. Vậy để tôi sắp xếp, Chu Dương lấy điện thoại ra, đúng rồi, cơ thể cô không sao chứ? Chu Dương quan tâm hỏi. Bất kể như thế nào bây giờ Thẩm Bích Quân cũng là một bệnh nhân, cơ thể bị Thường Hạo làm tổn thương đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Chu Dương vốn định đưa Thẩm Bích Quân đến thẳng bệnh viện, nhưng Thẩm Bích Quân đã từ chối. Bởi vì Thẩm Bích Quân cho rằng đây đều là vết thương ngoài da, không cần thiết phải nhập viện. Cơ thể vẫn ổn, vẫn chịu đựng được. Thẩm Bích Quân nở nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt lấp lánh nhìn Chu Dương. Sao thế, cô muốn nói gì sao? Chu Dương cất điện thoại, cười nói. Thẩm Bích Quân cắn môi, do dự không thôi. Sao thế, có gì cô cứ nói đi. Giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? Nhìn thái độ của Thẩm Bích Quân, Chu Dương càng tò mò hơn. Chủ tịch cao ngạo lạnh lùng bình thường thoải mái là thế mà giờ cũng có dáng vẻ này sao? Cho dù Thẩm Bích Quân ở trước mặt Chu Dương không có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng cũng là kiểu phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, hiếu thắng. Nhưng dáng vẻ lúc này của cô hoàn toàn là một cô gái nhỏ ngượng ngùng e thẹn. Đây hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô chút nào. Chu Dương, lẽ nào anh không nhận ra bên trong biệt thự này chỉ có hai người chúng ta à? Thẩm Bích Quân như thể đã hạ quyết tâm, nghiến răng nói. Vừa dứt lời, khuôn mặt cô đột nhiên đỏ ửng, thậm chí còn đỏ đến tận sau gáy. Chu Dương sững sờ, nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong câu nói đó. Nhìn Thẩm Bích Quân ngượng ngùng như vậy, ngọn lửa hừng hực trong lòng anh lập tức bùng lên. Đến hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn rất nhiều. Hai người không nói lời nào, nhưng bầu không khí chắc chắn đã trở nên nóng bỏng hơn nhiều. Thẩm Bích Quân đột nhiên ngẩng đầu, né tránh ánh mắt nhìn Chu Dương nói, thực ra chúng ta cũng không còn nhỏ nữa,
đều là người trưởng thành, có một số chuyện ở trong thế giới của người trưởng thành đều là chuyện bình thường. Thẩm Bích Quân không nói cụ thể là chuyện gì nhưng Chu Dương có thể dễ dàng hiểu ý cô nói. Bởi vì đã trải qua một trận giằng co, quần áo chê y người của Thẩm Bích Quân vốn dĩ đã bị rách nát, lộ ra làn da trắng như tuyết trước mặt Chu Dương, lại thêm lời nói dụ dỗ vừa rồi của cô, đầu óc của Chu Dương cũng khá bối rối. Nghĩ tới tuổi tác của bản thân cũng không còn nhỏ nữa, thậm chí đã kết hôn 3 năm rồi nhưng trước giờ anh chưa từng chạm vào Tạ Linh Ngọc. Điều này công bằng sao? Giống như Thẩm Bích Quân nói, chuyện này trong thế giới của người trưởng thành vô cùng bình thường. Nhưng trước đến nay anh vẫn chưa từng trải qua. Chê y thế giới này có bao nhiêu người giống anh? Trong lúc này, chê y thế giới có bao nhiêu nam nữ đang cùng nhau quấn quýt? Tại sao từ trước đến nay anh chưa từng trải qua? Anh không nhẫn nhịn được nữa. Ánh mắt của Thẩm Bích Quân không né tránh nữa, sau khi dùng mắt mê hoặc tập trung nhìn Chu Dương một lúc, cô đột ngột nhắm lại. Động tác này càng là đòn chí mạng, cho dù trước giờ chưa từng trải qua chuyện này nhưng Chu Dương vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của động tác đó. Chu Dương hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, anh cũng nhắm mắt lại, từ từ tiến sát lại bên cạnh Thẩm Bích Quân. Hai người vừa tiếp xúc cơ thể đã không kìm lòng được mà ôm lấy nhau. Chu Dương không quan tâm gì nữa, sự dịu dàng trong vòng tay đã khiến anh mất hết lý trí, bây giờ anh chỉ còn lại bản năng. Khi anh đang muốn thuận theo bản năng làm động tác tiếp theo, đột nhiên Thẩm Bích Quân đẩy anh ra. Hả? Động tác của cô khiến anh tỉnh táo hẳn. Anh hơi ngượng ngùng, đồng thời cũng không hiểu lắm, sao đang bình thường lại đẩy ra như vậy? Không phải đã đồng ý rồi sao? Kết quả lại đẩy anh ra là có ý gì chứ? Thẩm Bích Quân cũng vô cùng lúng túng, động tác đẩy Chu Dương ra, thực sự không phải cô cố ý. Cô chấp nhận Chu Dương từ tận đáy lòng, không hề có bất cứ suy nghĩ từ chối nào với anh. Chỉ là đây lần đầu tiên cô trải qua chuyện này, động tác vừa rồi chỉ là vô thức mà thôi. Xin lỗi. Thẩm Bích Quân hoảng loạn chỉnh lại quần áo, tôi vẫn chưa tắm rửa, anh chờ một lát, chờ tôi tắm xong sẽ ra ngay. Sau khi nói xong cô vội vàng chạy vào trong phòng tắm. Để lại một mình anh ngẩn người ngồi chê y ghế sofa, rất lâu sau mới phản ứng trở lại, khóe miệng thoáng qua nụ cười gượng gạo. Anh cũng có ngày này sao? Anh lắc đầu tự giễu cợt mình, khi đối mặt với cám dỗ, anh quả nhiên vẫn bị mất đi lý trí. Thực ra với thân phận và địa vị bây giờ của Chu Dương, anh muốn có được một người phụ nữ vô cùng dễ dàng. Cho dù là 3 ngày thay một người cũng là chuyện đơn giản. Nhưng đây không phải là cuộc sống mà anh muốn. Chu Dương không dám nói bản thân không có cảm tình với Thẩm Bích Quân, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến anh vừa nãy mất đi lý trí. Nhưng anh hiểu bây giờ anh tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ gì với Thẩm Bích Quân. Bởi vì hiện giờ anh không thể cho cô bất cứ danh phận nào. Nếu làm như vậy anh cũng sẽ có lỗi với Tạ Linh Ngọc. Chu Dương không muốn làm một tên cặn bã, cũng không muốn làm một người đàn ông vô trách nhiệm. Thẩm Bích Quân nhanh chóng tắm rửa xong rồi bước ra ngoài. Mái tóc ướt với chiếc khăn màu trắng quấn quanh người càng tôn lên vẻ quyến rũ. Cho dù Chu Dương vừa hạ quyết tâm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Thẩm Bích Quân không nói gì, cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống, dáng vẻ xem ra vẫn còn hoảng loạn. Nhưng rõ ràng lần này cô không từ chối Chu Dương nữa. Dường như cô đang mong đợi được cùng với Chu Dương tiếp tục làm nốt chuyện đang dang dở. Nhưng Chu Dương đã hạ quyết tâm muốn kết thúc chuyện này. Anh hít sâu một hơi, giả bộ lãnh đạm nói, cô mặc quần áo vào trước đi, dễ cảm lạnh lắm. Thẩm Bích Quân ngạc nhiên nhìn Chu Dương, dường như không dám tin vào tai mình. Chu Dương vậy mà lại từ chối cô. Người đàn ông này lẽ nào thực sự không có ham muốn sao, hay là trước mặt anh, cô không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Cô đã chuẩn bị xong rồi anh lại bảo cô đi mặc quần áo vào. Cũng không đúng, rõ ràng vừa nãy anh đã bị mắc câu, cũng có nghĩa rằng cô vẫn có sức hấp dẫn với anh. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Bích Quân đột nhiên táo bạo hơn nhiều, cô vén tóc ở bên tai, đầy mê hoặc thổi một luồng hơi nóng ở bên tai của Chu Dương. Sao nào? Anh vẫn muốn giả vờ làm chính nhân quân tử trước mặt tôi sao? Chương 879, tìm đến tận cửa. Ai có thể chống đỡ được chuyện này?
không thể phủ nhận rằng Thẩm Bích Quân đúng là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa còn ở mức độ tuyệt đẹp. Cho dù bình thường cô ấy chỉ thể hiện mình là một chủ tịch lạnh lùng, nhưng vẫn có vô số đàn ông theo đuổi cô ấy. Ngay cả khi cô ấy tỏ thái độ từ chối cách xa hàng nghìn cây số với đối phương, thì vẫn có biết bao người đàn ông phải lòng và mơ ước được qua đêm với cô ấy. Bây giờ, cô ấy đã thực sự tháo gỡ tất cả sự kiêu ngạo lạnh lùng đó, hoàn toàn biến thành một cô gái bé nhỏ. Dù âm thanh hay ánh mắt, cử chỉ hay giọng điệu đều khiến trái tim của Chu Dương rung động liên hồi. Một Thẩm Bích Quân như vậy, thì ai có thể chống đỡ nổi? Chu Dương vừa rồi còn hạ quyết tâm, thì giờ phút này trái tim gần như sụp đổ. May mắn thay anh vẫn còn có thể chống lại được, anh kiềm chế nói, Thẩm Tổng, cô tuyệt đối đừng đùa như vậy. Bây giờ quan hệ của chúng ta không thích hợp, tôi hoàn toàn không thể cho cô bất kỳ một danh phận nào cả. Hơn nữa cô cũng biết đấy, tôi cũng đã kết hôn rồi, nếu như chuyện này bị Tạ Linh Ngọc phát hiện, tôi không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Để chống lại sự mê hoặc của Thẩm Bích Quân, lúc này Chu Dương không còn quan tâm gì nữa mà chỉ nhanh chóng nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng. Những lời này tất nhiên sẽ khiến trái tim Thẩm Bích Quân tổn thương, nhưng Chu Dương không thể làm khác được. Đúng như dự đoán, sau khi nghe Chu Dương nói vậy, một tia oán hận mờ nhạt lóe lên trong mắt Thẩm Bích Quân. Nhưng sự oán giận này nhanh chóng phai đi, cô cố kiềm chế cảm xúc, ổn định lại tinh thần, sau đó nói với Chu Dương, ha ha, tôi cũng chỉ muốn đùa với anh một chút thôi. Có rất nhiều người theo đuổi bà đây, sao thế, anh cảm thấy tôi thực sự muốn dính lấy anh thực sự cho rằng rời xa anh thì không có ai cần tôi sao? Thẩm Bích Quân mạnh miệng nói, dùng phương pháp này để che giấu sự chột dạ của bản thân. Chỉ có điều, quần áo cô ấy mặc chê y người đã hoàn toàn để lộ suy nghĩ của cô ấy. Sau khi tắm xong, cô ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm sau đó đi thẳng đến ngồi bên cạnh Chu Dương. Kết hợp những gì đã xảy ra giữa hai người và thái độ của Thẩm Bích Quân, đều chứng tỏ rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Chỉ cần Chu Dương không từ chối, thì bây giờ cả hai người đều vui vẻ hưởng thụ. Nhưng Chu Dương lại từ chối, do đó Thẩm Bích Quân chỉ có thể nói như vậy. Chu Dương cũng rất biết điều không hề vạch trần cô ấy, ha ha, đương nhiên rồi, cô là Thẩm Tổng danh tiếng lừng lẫy mà, người đẹp số một Thẩm Bích Quân ở Đông Hải, có ai không biết đến danh tiếng của cô chứ? Là do tôi không có may mắn đó. Chu Dương lúng túng nói. Bầu không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng, đột nhiên, Thẩm Bích Quân lại ngẩng đầu lên, tinh nghịch nhìn Chu Dương. Mặc dù chưa vượt qua giới hạn, nhưng chúng ta đã ôm nhau rồi, anh nói xem nếu như tôi nói chuyện này với Tạ Linh Ngọc, thì cô ấy sẽ có phản ứng ra sao? Cái gì, Thẩm Tổng cô tuyệt đối đừng làm vậy, Chu Dương đột nhiên nhảy dựng lên. Đùa kiểu gì vậy chứ? Chuyện này sao có thể để Tạ Linh Ngọc biết được? Vốn dĩ Tạ Linh Ngọc đã cực kỳ nhạy cảm với mối quan hệ giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân, nếu để cô ấy biết được chuyện này, thì Chu Dương không cần nghĩ nhiều cũng biết kết cục sẽ ra sao. Ly hôn. Không nghi ngờ gì nữa, với tính cách của Tạ Linh Ngọc, khi biết chuyện này, cô sẽ không khóc lóc hay gây sự, mà cô nhất định sẽ kiên quyết đòi ly hôn, nhường Chu Dương cho Thẩm Bích Quân. Đây là chuyện Chu Dương tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì anh biết bản thân mình rất yêu Tạ Linh Ngọc, anh không muốn mất đi Tạ Linh Ngọc. Ha ha, tôi đang đùa với anh thôi, sao phải hoảng sợ đến mức đó chứ? Thẩm Bích Quân cười lớn rồi nói. Chỉ là trong tiếng cười này ẩn chứa một chút ưu buồn mà ngay cả bản thân cô ấy cũng không phát hiện ra. Chu Dương nắm tóc mình, cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây thêm nữa, nếu cứ tiếp tục thì thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi sẽ thu xếp cho mẹ tôi đến ở chỗ cô, Chu Dương đứng dậy bấm số của Ngưu Xuyên. Để Ngưu Xuyên đưa bà Chu đến ở chỗ Thẩm Bích Quân là chuyện vô cùng thích hợp. Dù sao bây giờ Hứa gia đã xuất hiện, ít nhất có ba tông sư võ giả đang hoạt động ở bên ngoài, dù ai hộ tống bà Chu thì Chu Dương đều không yên tâm. Nhưng Ngưu Xuyên, vốn dĩ là một quân nhân, cộng thêm với việc cậu ấy đang ở trình độ đỉnh cao của cảnh giới tông sư võ giả, không ai có thể theo kịp được cậu ấy, do đó Chu Dương tuyệt đối yên tâm. Sau khi thu xếp xong, anh nhanh chóng rời khỏi nơi ở của Thẩm Bích Quân. Lần này, anh đến công ty. Để đối phó với Hứa gia, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ví dụ,
lôi kéo tòa nhà tài chính thiên địa và bến cảng Thuấn Thiên, hơn nữa còn liên kết với Tô gia kìm hãm phương diện kinh tế của Hứa gia. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Bởi vì những sức mạnh này, không có gì hoàn toàn thực sự thuộc về anh. Thời đại này, mặc dù tông sư võ giả rất được coi trọng. Nhưng hai bên giao chiến với nhau, cho dù trình độ cao đến đâu, bọn họ cũng đã sớm thoát khỏi cái thời đại có thể dựa vào vũ lực để trở thành vua. Dùng tiền mới là cách đánh hiệu quả. Ở một mức độ nhất định nào đó, cho dù anh không có trong tay một tông sư võ giả nào, nhưng chỉ cần có đủ tiền, thì anh sẽ dễ dàng áp đảo được Hứa gia. Vì vậy Chu Dương biết rất rõ cho dù làm bất cứ việc gì, thì anh đều bắt buộc phải có đầy đủ thực lực của bản thân. Mà cách để hoàn thiện thực lực tốt nhất chính là dựa vào nền tảng của công ty Danh Dương. Chỉ cần công ty Danh Dương lớn mạnh lên, vậy thì thân phận của Chu Dương đương nhiên sẽ lên nhanh như thủy triều. Sản phẩm chủ lực thứ 3. Bây giờ anh quay về công ty là chạy đua với thời gian để cho ra mắt sản phẩm mới này. Bởi vì trước đó anh đã ra mắt thành công hai sản phẩm bán rất chạy chê y thị trường, cho nên đến lần ra mắt sản phẩm thế hệ thứ 3 này, tâm lý anh khá thoải mái, về cơ bản không phải lo lắng về phương diện hợp tác nguồn quỹ và thế giới bên ngoài. Chu Tổng, bên ngoài có người tìm anh. Trong lúc Chu Dương đang nghiên cứu tài liệu trong phòng làm việc, Diệp Sở Thiến đẩy cửa bước vào, nhìn Chu Dương bằng ánh mắt kỳ quái rồi nói. Sở dĩ cô ấy có ánh mắt kỳ lạ này là bởi vì hôm nay Diệp Sở Thiến nghe được chuyện Chu Dương điên cuồng tìm Thẩm Bích Quân. Sau đó, cô ấy lại nghe có người nói, đã nhìn thấy Chu Dương cõng Thẩm Bích Quân đến biệt thự của Thẩm Bích Quân. Không phải hai người họ đã làm chuyện đó rồi chứ, Diệp Sở Thiến nghĩ đến điều này khi nhìn Chu Dương, khiến cô ấy không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ừ, để ông ta vào đi, nhưng Chu Dương không hề quan tâm đến ánh mắt của Diệp Sở Thiến. Anh chỉ tùy ý đáp lại một tiếng. Anh tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều và cũng chưa nghĩ đến người hôm nay đến tìm là ai. Anh cho rằng có lẽ chỉ là một doanh nhân bình thường đến hợp tác với công ty Danh Dương. Nhưng khi người đó bước vào, lập tức thu hút sự chú ý của Chu Dương, anh kinh ngạc suýt chút nữa đã nhảy lầu xuống. Một lúc lâu sau, anh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghi ngờ nhìn ông già trước mặt. Hứa Phùng Thiên. Lão già này lại tìm đến tận đây. Chào, chào ông. Chu Dương nuốt nước bọt, đưa tay ra giả bộ không quen biết Hứa Phùng Thiên. Chương 880. Chu Dương đã tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp mặt Hứa Phùng Thiên. Không ngờ lại gặp mặt nhau theo cách này. Lão già này lại trực tiếp tìm đến tận văn phòng của anh. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối phó với lão già này. May mắn thay sau một hồi bối rối, anh liền ổn định lại tinh thần, giả vờ không biết Hứa Phùng Thiên. Thưa ông, nhìn ông rất lạ mặt, không biết có phải ông đến đây để bàn chuyện hợp tác hay không? Chu Dương duỗi một tay ra và nói. Hứa Phùng Thiên không bắt tay với Chu Dương, ông ta cúi đầu nhìn bàn tay đang chìa ra của Chu Dương, sau đó lại ngẩng lên nhìn sắc mặt của Chu Dương, lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa. Cậu chính là Chu Dương. Hứa Phùng Thiên nói. Chu Dương nuốt nước bọt. Đúng vậy, tôi là Chu Dương, là người phụ trách dự án mới của công ty Danh Dương. Chắc hẳn ông đến đây để bàn chuyện hợp tác trong dự án mới đúng chứ? Anh cố gắng thay đổi chủ đề. Không không, tôi không phải đến để bàn chuyện hợp tác. Hứa Phùng Thiên liếc nhìn quanh văn phòng của anh một lượt, rồi mới bắt tay với Chu Dương, nhưng quy mô công ty của anh như này đúng là đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Công ty Danh Dương không tệ nhỉ. Thậm chí còn khen ngợi công ty Danh Dương. Chu Dương càng lúc càng hoang mang không biết lão già này đến đây để làm gì. Ông quá khen rồi, anh chỉ có thể căng ra đầu đáp lại. Không phải quá khen, mà đúng là rất tốt, cậu, Chu Dương, và cả công ty Danh Dương này đều đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi, Hứa Phùng Thiên chân thành nói. Nhưng chỉ có vậy thôi. Ban đầu ông ta nghĩ Chu Dương chẳng qua chỉ là một cậu nhóc hoang dã không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Bao gồm cả công ty Danh Dương, Hứa Phùng Thiên nghĩ rằng công ty này cũng chỉ là một công ty nhỏ không đạt tiêu chuẩn mà thôi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, ông ta mới nhận ra bản thân ông ta đã đánh giá thấp Chu Dương. Cho nên lời khen vừa rồi, chính là lời nói chân thành của ông ta. Tuy nhiên cũng chỉ thế thôi. Trong mắt Hứa Phùng Thiên tất cả đều rất nhỏ bé,
cho dù là công ty Danh Dương hay Chu Dương. Tuy rằng ông ta khen ngợi Chu Dương, nhưng cũng không hoàn toàn ngăn cản được sự khinh thường của ông ta dành cho anh. Điều này giống như khi một người nhìn thấy một con kiến đang nâng một hạt gạo, người đó có thể khen ngợi rằng, giỏi quá, vậy mà có thể nâng một vật nặng gấp hàng chục lần cân nặng của bản thân mình. Nhưng người đó hoàn toàn không coi trọng lũ kiến. Đây là thái độ của Hứa Phụng Thiên lúc này, ông ta thoải mái ngồi lên chiếc ghế ông chủ của Chu Dương, nheo mắt nhìn mọi hành động của anh. Nếu như ông không đến đây để bàn chuyện hợp tác, vậy xin hỏi rốt cuộc ông đến đây là có chuyện gì? Chu Dương không nhẫn nhịn được liền hỏi. Liên tục bị Hứa Phụng Thiên nhìn chằm chằm, khiến da đầu anh có cảm giác ngứa ran lên. Tôi chỉ muốn gặp cậu. Hứa Phụng Thiên trả lời. Sau đó, lại một khoảng lặng ngắn khác. Dứt lời, ông ta nhìn chằm chằm Chu Dương một hồi, sau đó chậm rãi nói, tôi chỉ muốn xem thử, người thiếu niên trẻ lên tiếng nói muốn tiêu diệt Hứa gia của chúng tôi, rốt cuộc có sức mạnh như thế nào. Ngay khi lời này của Hứa Phụng Thiên vang lên, bầu không khí trong phòng làm việc lập tức căng thẳng đến cực điểm. Chê y thực tế nói một cách dễ hiểu hơn, thì hôm nay Hứa Phụng Thiên đến để thăm dò Chu Dương, nhân tiện gây chút áp lực cho anh. Trước đây, Hứa Phụng Thiên chưa bao giờ thực sự để tâm đến Chu Dương. Thậm chí toàn bộ Hứa gia cũng chưa từng chính thức đối mặt với anh. Cho dù Chu Dương nói rằng, anh hợp tác với Tô gia để tiêu diệt Hứa gia, thì toàn bộ Hứa gia cũng không một ai quan tâm đến điều đó. Đây cũng là lý do người của Hứa gia vẫn chưa chính thức tiếp xúc với Chu Dương lần nào. Theo quan điểm của họ, những gì Chu Dương nói chỉ là câu chuyện cười. Tại sao bọn họ phải vì một câu chuyện cười mà đích thân đi tìm anh chứ? Nhưng hôm nay thì khác. Hứa Phụng Lai đã chết. Hứa Phụng Thiên đột nhiên nhận ra rằng, Chu Dương người mà trước đây ông ta chưa từng quan tâm, dường như không hề yếu kém như những gì ông ta nghĩ. Sự phản bội của Nhậm Phong, cái chết của Hứa Phụng Lai, tất cả những điều này đã nhắc nhở Hứa Phụng Thiên, Chu Dương không hề đơn giản như vậy. Đặc biệt điều khiến Hứa Phụng Thiên bị sốc là hình vẽ mà Hứa Phụng Lai để lại lúc cận kề cái chết. Mặc dù bức vẽ rất tả tơi và không đầy đủ, nhưng Hứa Phụng Thiên vẫn nhận ra đó là biểu tượng của Hứa gia. Điều này có nghĩa là gì? Trong quá trình Hứa Phụng Lai đi theo dõi Chu Dương thì bị giết, nhưng trước khi chết còn để lại dấu tích của Hứa gia. Lẽ nào cái chết của Hứa Phụng Lai còn có liên quan gì tới Hứa gia? Hoặc nói theo cách khác, Chu Dương và Hứa gia có quan hệ gì? Vì lý do này nên Hứa Phụng Thiên mới tìm đến tận cửa để thăm dò Chu Dương. Tôi nghĩ cậu cũng không cần giả bộ nữa, chắc hẳn cậu cũng biết tôi là người của Hứa gia. Hứa Phụng Thiên nói tiếp, tôi rất tò mò, cậu chỉ là cổ đông của công ty Danh Dương nhỏ nhoi này, tại sao lại dám ngang nhiên tuyên bố muốn tiêu diệt Hứa gia chúng tôi? Rốt cuộc cậu lấy đâu ra dũng khí đó? Câu hỏi sắc bén của Hứa Phụng Thiên vừa dứt. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, có người đẩy cửa vào rồi liếc nhìn quanh phòng, Chu Tổng, xảy ra chuyện gì thế? Chu Dương lau mồ hôi lạnh chê y chán, vẫy tay với Diệp Sở Thiến, không có gì, để tôi nói chuyện riêng với ông đây là được rồi. Sau khi bảo Diệp Sở Thiến ra ngoài, sắc mặt của Chu Dương cũng trở nên nghiêm túc, anh thẳng thắn nhìn chằm chằm Hứa Phụng Thiên một lúc. Anh nghĩ ra được lý do. Lão tiên sinh, trước hết tôi thật sự không biết ông là người của Hứa gia. Thứ hai, đúng là tôi đã từng nói ra ngoài là tôi muốn tiêu diệt Hứa gia. Nhưng đó là do Hứa gia các người khiêu khích tôi trước mà. Khoảng thời gian Chu Dương ở Tương Tây, hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với Hứa gia. Thậm chí còn chưa từng nghe đến cái gọi là gia tộc ẩn giật. Nhưng khi anh trở lại thành phố Đông Hải, thì công ty liên tiếp gặp hàng loạt sự cố rủi ro. Sau khi điều tra, đã phát hiện là do Hứa gia giở trò. Lúc này, Chu Dương đã ổn định tâm lý, không còn quá bối rối khi đối mặt với Hứa Phụng Thiên, anh nói, lão tiên sinh, tôi nghĩ rằng Hứa gia các ông làm được những chuyện như vậy, thì tôi có nói ra lời đó cũng là điều rất bình thường thôi. Hứa gia đã muốn tiêu diệt công ty Danh Dương của chúng tôi muốn báo thù, do đó tôi mới nói muốn tiêu diệt toàn bộ Hứa gia, đây là chuyện rất hợp tình hợp lý. Không phải là tôi có sức mạnh gì, mà là tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói như vậy. Chu Dương cười hì hì, tất nhiên, nếu bây giờ Hứa gia của các người lên tiếng sẽ không chọc giận công ty Danh Dương của chúng tôi,
thì tôi cũng sẽ tuyên bố sẽ không đắc tội với Hứa gia của các ông nữa, ông thấy thế nào? Câu này thực chất là một quả bom hẹn giờ. Đầu tiên, Chu Dương hoàn toàn không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích và cũng không chỉ ra bất kỳ một con át chủ bài nào cả. Ngược lại còn bày ra một bộ dạng kinh hãi, cho thấy rằng những lời căm phẫn đó chẳng qua là do bản thân mình bị ép buộc. Nếu Hứa gia bằng lòng buông tha cho anh, vậy thì anh ắt sẽ đồng ý cúi đầu. Nhưng trên thực tế, mọi người đều biết Hứa gia sẽ không buông tha cho Chu Dương. Bởi vì từ trước tới nay mục đích của Hứa gia đều không phải là công ty danh dương. Mà mục đích của họ chính là viên ngọc chê y người Chu Dương. Chu Dương đã biết mục đích của Hứa gia, nhưng anh giả vờ như mình không biết. Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, đôi mắt của Hứa Phụng Thiên càng nhíu chặt lại. Tôi phải thừa nhận rằng, lá gan của cậu thật sự rất lớn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.